lâu lắm rồi tôi mới đi ra ngoài, những hạt mưa lất phất trong gió, mọi vật xung quanh mờ ảo như làn sương. Tôi đi ngược chiều với nhóm người ngoại quốc mặc đồng phục lao động, vượt qua cô gái mặc váy siêu ngắn nói chuyện oang oang trên điện thoại. Tôi nhận ra thằng bé đang bám theo, nhưng nghĩ nếu mình phớt lờ, chắc nó sẽ bỏ cuộc nên tôi tiếp tục rảo bước. Tôi cầm điện thoại trên tay dù không có chủ định gì cả. Mua một lon cà phê ở máy bán hàng tự động để sưởi ấm tay. Cơ thể không sốt nữa nhưng đầu tôi vẫn còn hơi đau. Uống một hóp cà phê, tôi suy nghĩ xem sẽ đi đâu. Tôi nghĩ mình nên đến một khách sạn nào gần đây hoặc trà trộn vào một sự kiện nào đó hơn là ra sân bay Haneda. Tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một cuốn tạp chí để tra xem nơi nào có tổ chức sự kiện. Khi tôi cầm túi ra khỏi cửa hàng thì thấy thằng bé đang đứng sau bánh xe bẩn thỉu của một chiếc xe tải hạng nhẹ đỗ trước cửa hàng. Tôi vào một quán nước cũ, vừa để thằng bé nản chí mà bỏ đi, cũng vừa để đọc tạp chí. Trong quán tù mù và ẩm ướt, trần nhà hơi thấp. Vừa mới uống xong nhưng tôi vẫn gọi một tách cà phê. Cô bé phục vụ mặc váy ngắn, mang quần tất màu đen. Khi tôi liên tưởng đến mẹ thằng bé thì nó bước vào quán, cửa kính ướt nước mưa. Thằng bé giống tôi, cũng không che ô. Thằng bé đến ngồi vào bàn với tôi. Khi cô bé phục vụ mặc váy ngắn mỉm cười tiến đến, cu cậu gọi một ly nước cam. Tôi vừa châm thuốc vừa nhìn trang phục lấm lem của thằng bé. Đi về đi, tôi nói, nhưng thằng bé không trả lời. Và rồi nó nói khe khẽ như thể mình là người bắt chuyện trước. Cháu bị lấy mất tiền rồi. Vậy à? Nhưng chỉ bị lấy 100.000 yên thôi. Cháu vẫn còn 120.000 yên. À, khi cô phục vụ mang nước cam tới, thằng bé ngậm ống hút, nét mặt nghiêm trang. Như thể uống ly nước cam là một việc rất trọng đại vậy. Được rồi, cháu về đi, chú có việc phải làm. Tôi nói thế nhưng thằng bé vẫn tiếp tục uống. Dường như nó chỉ nghĩ đến mỗi việc uống nước cam. Cho cháu xem chú làm chuyện ấy đi. Không được, đã bảo rồi, cháu sẽ làm vướng chú. Sau khi uống xong cốc nước của mình, thằng bé liền nhìn sang cốc cà phê của tôi và bắt đầu loay hoay nghịch bọc đựng ống hút. Cháu chỉ đứng nhìn từ xa thôi, nhìn thôi cũng được mà. Không được. Tại sao á? Cháu sẽ đứng nhìn từ xa, không làm vướng chú đâu. Thằng bé nói nhiều hơn trước. Nếu cháu ghét ở nhà thì đến thư viện mà đọc sách. Chú đã làm việc đó với mẹ cháu hả? Ánh đèn lờ mờ trong quán phản chiếu trên bề mặt của ly nước. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng kiềm chế để không thể hiện ra mặt. Từ từ thở ra. Cháu hiểu mà đúng không? Chú không phải là vị cứu tinh của cháu. Chú cũng giống với mấy người đàn ông khác ngoài kia thôi. Chẳng sao cả. Thằng bé cúi xuống, tiếp tục nghịch bọc ống hút. Cháu quen rồi. Cháu từng thấy mẹ làm chuyện ấy. Nhưng cháu không thích đúng không? Không thích. Nhưng mà... Thằng bé gãi đùi, định nói gì đó nhưng lại thôi. Thằng bé hút sồn sột chỗ, nước do đá trong cốc tan ra hòa với một ít nước cam sót lại trong ly. Loa, trong quán nước vang lên bài hát Giáng sinh. Cháu muốn chú, không phải lão đó. Không được. Mẹ cháu không tốt à? Bố cháu đâu? Không biết. Tôi không hiểu tại sao mình lại hỏi thằng bé những câu hỏi như thế. Sau, khi lấy hóa đơn tính tiền, tôi ra khỏi quán, thằng bé cũng đi theo. Ra khỏi cửa đông ga xin giúp u, tôi vừa tránh dòng người liên tục di chuyển vừa rảo bước dưới ánh đèn nê ông. Khi tôi dựa vào tường một tòa chung cư để châm thuốc thì bắt gặp ánh mắt một người vô gia cư đang đi đến. Thằng bé hoảng sợ khi thấy người vô gia cư đó nên tiến lại gần. Nó định nắm lấy tay áo tôi nhưng rồi lại thôi. Tôi tiếp tục hút thuốc và ngắm dòng người qua lại không ngừng. Con người không phải lúc nào cũng tập trung đâu trong một ngày. Rất nhiều lần họ lơ đễnh. Vâng. Thằng bé chẳng hiểu sao lại cầm theo miếng lót cốc màu mè ở quán nước. Lúc nãy, chẳng hạn khi bị ai đó gọi tên hay nghe thấy tiếng động lớn, lúc đó, đa phần tâm trí của con người đều tập trung vào tiếng gọi hay tiếng động đó. Ví dụ như cháu lúc nãy cũng bị người vô gia cư kia làm cho mất tập trung. Sự nhận thức của con người có giới hạn. Cụ thể, con người rất nhạy cảm khi hít vào hoặc nín thở,
nhưng lại lơ là khi thở ra. Thằng bé chuyển ánh mắt xuống tay áo của tôi. Kẻ móc túi sẽ tận dụng sơ hở này. Cách điển hình là lấy ví lúc va chạm. Nhưng thật ra móc túi không phải là hành động đơn lẻ. Cần phải có đồng, bọn, thường là ba người. Một người xô vào đối tượng, một người che mắt, những người xung quanh. Một người móc ví nói là xô vào nhưng không phải đâm sầm vào đâu, chỉ cần chạm vào vai thôi. Nếu ở trong dòng người thế này, chỉ cần đi đằng trước đối tượng rồi đột ngột đứng lại thì đối tượng sẽ mất thăng bằng đúng không? Chỉ cần thế là được rồi. Người móc ví sẽ che chắn ánh mắt người xung quanh từ bên trái, người che chắn sẽ che ở bên phải và phía sau. Người móc ví sau khi lấy được ví lập tức đưa cho người có nhiệm vụ giấu ví, làm vậy sẽ không bao giờ bị bắt. Bên ngoài một quán bar dành cho phái nữ, một anh chàng hốt đang mỏi chào khách, cứ láng sáng bên cạnh người phụ nữ vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Hình ảnh anh chàng mặt mũi xấu xí cố tình nhuộm da nâu trông thê thảm đến ngạc nhiên. Nếu nhóm có 5 người thì 2 người giả bộ cãi nhau, trong lúc mọi người chú ý 2 người đó thì 3 người còn lại có thể móc ví của những người đứng xem. Nghe nói đám nghệ sĩ đường phố cũng móc ngoặc với dân móc túi để cùng ra tay. Ngày xưa, khi chú còn làm với gã từng lấy 10 triệu yên. Mà trước đây chú có kể, hai bọn chú đã làm rất nhiều thứ gã đó giả say, quậy phá, ôm chầm đối tượng, còn chú đóng vai người vào cản rồi móc ví. Hoặc chú sẽ ngáng chân đối tượng, làm cho họ ngã rồi bỏ chạy. Gã kia giúp đối tượng đứng dậy và móc ví, cũng có khi bọn chú rúi tiền cho người vô gia cư để họ hét lên giữa đám đông là móc túi kìa. Thế là mọi người sẽ đồng loạt đưa tay sờ vào nơi cất ví một cách vô thức. Biết được nơi để ví của từng người rồi sẽ dễ móc hơn trẻ con như cháu không lấy được ví để trong túi áo đâu. Chắc lấy được ví để túi quần sau thôi. Chú ghét sử dụng đồ nghề nhưng cháu có thể dùng một con dao nhỏ, cháu cứ rạch theo đường chỉ ở túi quần, sức nặng của cái ví sẽ khiến nó rơi xuống. Nhưng cơ bản vẫn là làm thế nào để phân tán sự tập trung của người ta. Khi tôi bước đi, thằng bé cũng đi theo. Cháu ở đó đi, chỉ một lần thôi nhé. Mắt tôi dõi theo gã hốt xấu xí thảm hại lúc nãy. Gã đó đang nhét ví vào túi quần sau bên phải. Bây giờ chú sẽ đi sau gã đó, dẫm vào gót giày gã. Khi gã mất thăng bằng, chú sẽ nương theo hướng cơ thể của gã để rút ví. Dẫm vào gót giày dĩ nhiên cũng cần có bí quyết, phải dẫm đúng vào lúc họ chuẩn bị bước chân lên. Làm vậy, thường họ sẽ chúi về phía trước, trong khi đó thì áo khoác của cháu sẽ giúp che ánh mắt của những người xung quanh. Tôi tháo cúc áo khoác, tiến đến gần gã hốt. Gã nhìn quanh, trông thấy người phụ nữ ăn mặc sặc sỡ, gã bèn đổi hướng. Tôi bám theo gã, hơi phanh áo khoác ra để chắn ánh nhìn từ bên trái. Sau khi kiểm tra bên phải không có ai nhìn, tôi dẫm vào chân phải gã thì đồng thời dùng ngón tay kẹp vào ví. Ngay khi gã mất thăng bằng, tôi cũng xuôi theo hướng cơ thể gã để rút cái ví lên. Tôi cho cái ví vào ống tay áo phải, giả vờ rối rít xin lỗi gã hốt đang sắp ngã. Gã định nói gì đó nhưng lại chuyển hướng nhìn, lật đật chạy theo người phụ nữ lúc nãy, vẫn để cái ví trong ống tay áo. Tôi ngoặt sang hướng khác thì thằng bé đuổi theo. Chú lấy được rồi à? Đó là cái ví màu nâu kiểu cổ điển của Louis Vuitton. Chỉ 8.000 yên thôi à? Hẻo quá vậy. Chú sẽ vứt cái ví này ở cống nước nào đó. Cháu chẳng nhìn được, nhưng cháu hiểu được sơ sơ đoạn nương theo người đối tượng. Vậy sao? Thằng bé gật đầu quả quyết. Cháu còn nhỏ nên làm theo cách đâm sầm vào đối tượng cho giống với trẻ con. Phải nhanh chóng rút được ví ngay lúc va chạm, sau đó xin lỗi, rồi chạy vù đi giống như lúc đâm vào họ ấy. Làm trong tàu điện, bị phát hiện thì không chạy được đâu. Cháu muốn làm thử. Chưa được đâu, làm thử với chú đi. Chúng tôi vào trung tâm thương mại Ma Dư Y gần đó, đứng trước gương trong nhà vệ sinh, tôi cởi áo khoác, cho ví vào túi quần sau. Thằng bé đã rút được chiếc ví ngay khi đâm vào tôi. Nó kẹp cái ví bằng ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út. Làm thử lần nữa xem nào. Thằng bé lặp lại thao tác và cũng rút được ví như lần trước. Nó đã rút ví,
gần như cùng thời điểm cơ thể tôi mất thăng bằng. Tôi nghĩ, nếu thằng bé cũng rút vì với tốc độ nhanh như tôi hồi đó và không sai sót gì thì sẽ không bao giờ bị phát hiện. Hoàn toàn không ổn. Tôi nói, dòng người đông hơn so với lúc nãy. Lúc tôi định mua cho thằng bé một bộ áo quần thì nó lại lẩm bẩm rằng sẽ đi về. Tôi tưởng nó dỗi xong nó nói lý nhí là nếu về nhà trễ sẽ bị đánh đòn. Bị mẹ đánh à? Không, là lão vẫn hay đến nhà cháu. Thằng bé bình thản nhìn tôi. Thỉnh thoảng, khi lão ta say, kiểu như lấy cớ để nổi giận ấy. Vì vậy, về muộn sẽ không hay. Tôi vẫy taxi, rồi đưa cho thằng bé 8.000 yên lấy được từ ga hốt lúc nãy. Trước khi cửa xe đóng, thằng bé còn lý nhí xin được gặp tôi nữa. Khi tôi bảo, nếu chú bảo không được thì cháu vẫn tự ý đến cơ mà. Thằng bé gật đầu, nụ cười hiện ra ở khóe môi. Nhìn theo chiếc taxi vừa chạy đi, tôi nghĩ có lẽ người sống cùng với mẹ thằng bé biết công việc của mẹ nó, không chừng cô ta làm vì hắn ta yêu cầu. Cũng nên, sau bức tường kính trưng bày ở trung tâm mua sắm có một hình ma nơ canh trẻ con. Ngay khi tôi định bụng sẽ mua đại bộ đồ nào đó cho thằng bé thì phát hiện ra ở bên kia đường có một người đàn ông giàu có. Thật đúng lúc vì tôi đang không có tiền trong người. Gương mặt xây cô hiện lên trong đầu tôi. Tôi nghĩ không biết con nàng đang làm gì. Con của nàng chắc cũng tầm tuổi thằng bé lúc nãy. Tôi đi vòng ra trước mặt người đàn ông vừa phát hiện được. Đâm nhẹ vào ông ta và rút ví ra. Tôi nghĩ thay vì mua một bộ đồ đắt tiền, tôi nên mua nhiều bộ để thằng bé có cái thay đổi. Chống ngực tôi đập loạn xạ, cổ tay tôi bị tóm. Trong một thoáng, không biết chuyện gì xảy ra, tôi định bỏ chạy thì một sức mạnh khác thường dồn vào những ngón tay đang nắm lấy cổ tay tôi. Tay tôi đã bị khóa. Tôi không tài nào nhúc nhích được, cứ như cơ thể bị tê liệt. Mọi người vẫn cứ đi, chẳng để ý gì đến chúng tôi. Có ánh đèn nê ông, có dòng xe đang chạy. Hàng dãy nhà chung cư cao sừng sững. Người đang ở trước mặt tôi, nắm cổ. Tay tôi là Kizaki. Ông ta mang kính đen, bộ mặt vô cảm, tóc ngắn bất thường. Vết sẹo trên cổ không hiểu sao đã biến mất. Dòng người vẫn đi qua, tránh. Chúng tôi không thể tránh nhìn ông ta. Lâu không gặp, tao vẫn luôn theo dõi mày đấy. Tôi vẫn không thể làm chủ nhịp thở ngày càng dồn dập. Không hiểu sao, ông ta lại có mặt ở đây. Nimi nói với tao rằng bọn mày chỉ nhắm đến những tay nhà giàu. Khi nhìn thấy mày từ xa, tao đến gần, giả vờ đi trước mặt mày. Giỏi lắm. Tao đúng là người có nhiều tiền nhất trong số những người ở đây. Tôi vẫn bị ông ta tóm tay như thế, đi hết phố Kabukicho rồi vào một chung cư tối tăm. Ông ta rất khỏe, đến mức tôi nghĩ dù mình có đánh, có vùng vẫy, cũng không thể thoát được. Tôi cảm giác nếu mình bỏ chạy có khi còn nguy hiểm hơn nên đành bước theo ông ta lên những bậc thang tối. Chiếu nghỉ bê, tông loang lổ cát và đất, bức tường xám đã mất hẳn màu, lốm đốm đen, lối ra vào đã ở tít đằng xa. Khi mở cánh cửa chẳng có bảng hiệu lẫn bảng tên, chủ hộ, bên trong lại có thêm một cánh cửa sắt màu đen. Khi mở cánh cửa đó ra, bên trong phát ra ánh sáng màu đỏ cùng âm thanh náo nhiệt. Trong phòng, dưới ánh đèn rực rỡ, nam nữ gái trai trần truồng oàn oại khắp trên ghế sofa và cả trên bàn. Một lão già đang úp mặt vào giữa hai chân cô gái, ngồi dạng chân trên bàn. Bên tai tôi là tiếng hét của các cô gái cổ vũ cho màn uốn éo của một chàng thanh niên trẻ, vài cặp nam nữ vừa hôn vừa làm tình trên ghế sofa. Người đàn ông vẫn nắm lấy cổ tay tôi, len lỏi qua bọn họ. Một thanh niên trông giống bồi bàn từ quầy bar đi xuống, dẫn đường cho người đàn ông mà chẳng buồn nhìn đám nam nữ xung quanh. Cô gái đang bò dưới sàn nhà bỗng túm lấy chân tôi, miệng la hét gì đó. Tôi hất tay cô ta ra, nhưng có vẻ như cô ta hoàn toàn không ý thức được cả hành động túm lấy chân tôi lẫn việc bị hất ra. Một cô ả nằm ườn ra, mắt nhìn lơ đãng, và một gã có thân hình chuẩn nằm lán lóc dưới sàn. Chúng tôi đi qua một cô gái trong tư thế bị xiết cổ, đầu ngửa về phía trần nhà. Một gã đàn ông đang được một cô gái liếm láp cơ thể, một cô gái nằm co giật trên sàn, đằng sau cô ta có một cánh cửa,
không hiểu sao tôi lại nghĩ có khi Ishikawa đang ở đây. Tên Bồi, bản mở cửa ra, đi qua một hành lang hẹp và dẫn chúng tôi vào một căn phòng nhỏ đằng sau cánh cửa cuối hành lang. Giữa hai ghế sofa xếp đối diện là cái bàn nhỏ màu bạc. Trên tường, ngoài bức tranh thực vật thuộc trường phái ấn tượng đã mở ra thì chẳng có gì khác cả. Uống gì không? Người đàn ông hỏi tôi, như thể ông ta chẳng hề quan tâm đến quang cảnh. Ban nãy, không cần. Vậy thì cho nước và thứ đó. Người đàn ông nói xong, tay Bồi bàn cúi rạp người chào rồi khép cửa đi. Ra ngoài, âm thanh ồn ào hoàn toàn biến mất. Trong căn phòng im ắng, tai tôi ù đi như thể có tiếng gọi từ nơi xa xăm nào đó. Đây là địa ngục, thú vị phải không? Người đàn ông nói và rút ra một điếu thuốc lá từ trong hộp, kẹp vào miệng. Tuy nhiên lại là một địa ngục hoàn toàn an toàn. Chỉ những người vượt qua các xét nghiệm về bệnh tình dục mới được vào. Nhưng một khi đã là hội viên thì coi như không thoát ra được. Địa ngục mà, không có ai là không. Quay lại đây. Có tiếng gõ cửa, tên Bồi bàn bước vào. Anh ta đặt lên bàn một ly thủy tinh cao khác hình xoắn ốc, một chai chứa chất lỏng giống như rượu whisky, một bình nước và một ly thủy tinh trong suốt. Tên Bồi bàn đi khỏi. Căn phòng lại trở nên yên ắng. Người đàn ông vẫn im lặng, miệng nở nụ cười, bắt đầu uống thứ giống như rượu whisky kia. Tôi hớp từng ngụm nước để làm dịu cơn khát đến rát cổ. Người đàn ông vừa gõ đầu ngón tay lên bàn vừa nhìn tôi. Không phải ngẫu nhiên đúng không? Tôi nói, cổ họng vẫn khàn khàn dù đã được làm dịu bằng nước. Phần cơ ở mặt sau hai cánh tay hơi tê tê. Làm gì có chuyện ngẫu nhiên? Tao biết mày quay lại Tokyo từ lâu rồi. Tại sao? Thằng Tác Hiếp An A nói mà không nghe từ miệng thằng đấy thì trước sau. Gì tao cũng biết thôi. Vì cũng vừa đúng lúc tao muốn gặp mày. Tao nghe thuộc hạ bảo mày đang ở xin giúp U. Vừa nay tao nhìn từ cửa sổ xuống thi. Đúng là mày thật. Tao vừa lại gần thì chính mày lại tiến lại phía tao đấy thôi. Quả không hổ danh là tay móc túi. Thằng Ishikawa thế nào rồi? Biến mất rồi. Chẳng còn dấu vết. Tôi cảm thấy ngực mình nhói đau. Nói chính xác thì chỉ còn răng thôi. Xác bị thiêu, xương cốt cũng bị thiêu thành bột trắng xóa rồi. Răng của nó hình như là vứt đâu đó ở vịnh Tokyo. Vì nghiền đống răng đó cũng mất công lắm. Còn xác nó không phải đang nằm đâu đó đâu, mà biến mất đúng theo nghĩa đen đấy. Tôi cũng sẽ biến mất chứ. Tao nhắn cho mày rồi mà, bảo sẽ để mày sống, bởi mày vẫn còn giá trị, lợi dụng. Và mày cũng thú vị nữa, thằng Ishikawa đấy biết nhiều quá. Chắc nó không nói với mày nhưng nó bảo muốn rút vì biết quá nhiều. Tao chỉ bắt nó giúp vụ cướp trước khi khử nó thôi. Cơ thể tôi không còn chút sức lực nào. Trong một lúc lâu, tôi không biết mình đang nhìn vào đâu. Đôi mắt giấu sau cặp kính đen của người đàn ông không hề chuyển động. Tôi có cảm giác như đôi mắt đó đang nhìn thẳng vào tôi. Tại sao ông lại làm thế? Hả? Tại sao các ông không tự làm vụ cướp đó mà phải gọi bọn tôi? Khi nghe tôi nói vậy, ông ta đưa tay quệt môi. Tôi thắc mắc, người như thế này mà cũng quệt môi sao? Trường hợp kế hoạch đi theo chiều hướng khác. Cảnh sát không nhận định đây là nhóm cướp người Trung Quốc thì cần phải có thi thể. Thi thể của người tham gia vụ cướp. Bọn tao đã chuẩn bị phương án dùng bọn mày để tạo ra một nhóm cướp giả tưởng khác do một tổ chức khác điều khiển, chứ không phải là bọn tao. Và khi đó, nếu giết người thân cận của tao thì chắc chắn tao sẽ bị liên lụy. Có thể cảnh sát không lần được đến tao nhưng cũng sẽ gần tới tao. Tuy nhiên, nếu chúng mày chết, cảnh sát sẽ chỉ nhận định theo phương án mà bọn tao chuẩn bị thôi. Mày hiểu tại sao không? Tôi im lặng. Vì bọn mày không có người thân. Vì trên thế giới này, bọn mày cô độc. Bọn mày có chết thì cũng chẳng ai biết. Để mà điều tra được nhân thân của bọn mày thì phải mất rất, rất nhiều thời gian. Trước một cái xác không có manh mối, cảnh sát sẽ sa ngay vào những chứng cứ giả mà tao tạo ra. Những lúc như thế tao cần những đứa tự do. Và dĩ nhiên, nếu là tự do thì có thể trốn khỏi tao, vì có tự do mà. Lần đó, giọng tôi run run, mục đích không phải là cướp đúng,
không? Tiền và tài liệu cũng cần, nhưng mục đích chính là giết lão ta đúng không? Đúng, nhưng không phải là toàn bộ kế hoạch. Người đàn ông uống rượu, mỉm cười rồi tiếp tục. Vì thứ tao cần là phải giết theo cách để thiên hạ và báo chí nghĩ rằng lão ta chết vì cướp, thật bất hạnh cho lão. Nhưng vẫn sẽ có một số người nhận ra rằng lão chính trị gia đó chết bởi tay tao. Đây mới là điểm mấu chốt. Lời nhắn không đơn thuần chỉ là đứa nào chống lại tao, đứa đấy sẽ chết. Và cũng không phải chết theo kiểu bị trừ khử như đâm chết ở sân ga, bị nã đạn, như thế sẽ gây ra nghi vấn. Mà lão ta phải chết giống như một vụ án bình thường nhất, không để lại bất cứ nghi ngờ nào. Để mọi người đều công nhận lão già đã chết vì bị cướp, sẽ có kẻ phải kính sợ tao, kẻ thì nghĩ tao mạnh lắm, điều khiển được cả mafia ở Trung Quốc, lại có kẻ nghĩ rằng tao nắm trong tay mọi thông tin lẫn hệ thống tội phạm. Tóm lại, dù thế nào cũng khiến chúng phải sợ tao. Người đàn ông lại nhấp ngụm rượu, đã lưỡi trong miệng như đang vuốt ve má trong. Lão chính trị gia đó là tay sai đắc lực cho một nhóm những kẻ quyền lực và những tay có máu mặt trong thế giới ngầm. Sự tồn tại của lão là một cản trở. Nếu lão chết đi, những đối tác trước đây không dám giao dịch với bọn tao sẽ cảm thấy sợ hãi và giao dịch với bọn tao trở lại. Dĩ nhiên ở nơi giao dịch, vụ đó sẽ không được nhắc đến, sẽ chỉ viện ra những lý do chính đáng, như là được sự đồng ý của cấp trên hay lợi ích vẫn phải được ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, nhiều giao dịch gặp phải trở ngại, nhưng vài trở ngại đã được giải quyết nhờ vào đống tài liệu lấy được hôm đó. Tao hiểu như thế, nghĩa là sẽ có vài kẻ phải chết vì việc này, và cũng nhờ đó mà bọn tao càng dễ hoạt động hơn. Được việc này sẽ được việc khác rồi sẽ được việc khác nữa. Tất cả đều là trò ghép hình. So với lợi ích mà bọn tao có được từ việc đó thì tiền thù lao cho bọn mày chỉ là giấy vụn. Không chỉ có lợi ích mà cả sức mạnh. Với lại, đó chỉ là chuyện vặt vánh, đối với tao chẳng có gì to tát cả trên. Tại sao chừa tôi lại? Vì tao chẳng có lý do gì để giết mày. Tao đã nói rồi, mày còn có giá trị lợi dụng. Dưới trướng tao không cần đến hai thằng móc túi. Nếu mày không xuất hiện, có thể thằng Nimi đã không chết. Nói tóm lại, tất cả tùy thuộc vào tâm trạng của tao. Tao có việc cần nhờ đến mày đây. Người đàn ông nói và nhìn tôi. Tôi dồn sức vào đôi chân để chuẩn bị sẵn sàng đứng lên ngay lập tức. Tôi từ chối. Cổ họng bị nén lại, hơi thở khó nhọc. Tôi cảm giác người đàn ông đang khẽ hít vào. Tôi toan đứng dậy. Dạo gần đây mày có vẻ thân với một thằng nhóc nhỉ? Mày đã ngủ với mẹ nó rồi à? Tôi nhìn thấy cặp mắt ông ta mờ mờ sau cặp kính mát. Để đe dọa, chiêu đó cũ lắm. Chiêu cũ mới là chiêu có hiệu quả nhất. Người đàn ông nói xong rồi bật cười. Cả Nimi lẫn mày đều là những thằng ngu, đã chọn cách sống thế này, rồi mà còn định dính líu đến những thứ khác. Đại ngu, bọn mày lẽ ra phải thực sự tự do, hiểu chưa? Thằng Nimi không bỏ trốn trước khi tham gia vào vụ cướp đó là vì có mày đấy. Nimi đã nói vậy à? Đúng thế, tao đã yêu cầu nó hoặc là tham gia vụ cướp để cả hai bọn mày cùng sống, hoặc cả hai cùng bỏ trốn rồi cùng nhau chết. Nếu chỉ có một mình nó, dù biết bỏ trốn có thể sẽ chết, nó vẫn sẽ nghĩ đến việc bỏ trốn thôi. Người đàn ông định châm thuốc nhưng trên gạt tàn vẫn còn điếu thuốc cháy dở. Ông ta nhìn chằm chằm vào khói thuốc. Nghĩa là mày thuộc quyền quản lý của tao. Mày không còn đường từ chối. Nếu mày từ chối thì mẹ con thằng bé đó sẽ chết đau đớn. Đó là số mệnh của mày. Mày có thấy số mệnh giống như mối quan hệ giữa kẻ mạnh và kẻ yếu không? Mày thử tìm hiểu về tôn giáo đi. Những người Isdi ở tin vào Đức Chúa Trời Jehovah, nhưng tại sao lại sợ Đức Chúa Trời Jehovah? Bởi vì Đức Chúa Trời có sức mạnh. Những người tin vào thần thánh ít nhiều đều sợ thần thánh, bởi thần thánh có sức mạnh. Ông ta lại uống rượu. Giả sử vị thần đó không phải là người tạo ra thế giới mà chỉ là một siêu nhân có sức mạnh siêu phàm thì cũng giống vậy thôi. Chắc chắn họ vẫn nghe theo, tiến hành các nghi lễ, cầu mong siêu nhân đó ban cho họ sự phồn vinh. Tao sẽ kể cho mày nghe một chuyện. Hôm nay tao đang vui. Người đàn ông gọi điện thoại,
tên bồi bàn lại mang nước và rượu giống. Lúc nãy vào, ly nước của tôi không biết đã hết từ lúc nào. Bề mặt ly khô, cong, tên bồi bàn thực hiện công việc một cách vô cảm, rồi cũng giống như lần trước, anh ta cúi gập đầu chào người đàn ông rồi đi ra. Tôi cảm giác bên ngoài các đôi nam nữ vẫn đang say sưa. Ngày xưa, thời còn chế độ nô lệ, ở Pháp có nhà quý tộc nọ. Người đàn ông có vẻ đã say, song khuôn mặt xám đen của ông ta không hề thay đổi. Ông ta nhìn tôi với vẻ khoái chí. Nằm ngửa ra sofa, vừa nói, vừa làm động tác tay phụ họa. Một cậu bé 13 tuổi được bán cho nhà quý tộc để làm người hầu. Trong lâu đài một cậu bé rất xinh đẹp, nhà quý tộc đấy đang chán nản với cuộc đời, vì thế ông ta kiếm chuyện gì đó mua vui. Ông ta phung phí tiền, bạc, có được tất cả những gì mình muốn, ngày nào ông ta cũng ngủ với đủ loại gái, với quyền lực, danh tiếng, mọi thứ có trong tay, ông ta sống chẳng khác gì nhà vua. Người đàn ông khẽ hít thở, nhà quý tộc đó nhìn cậu bé và nghĩ, mình sẽ điều khiển hoàn toàn cuộc đời thằng bé này, vậy thì mình sẽ quyết định hết cho nó, từ tương lai, niềm vui, nỗi buồn cho đến sống chết của nó, giống như Abraham và Moses nằm dưới sự kiểm soát của Đức Chúa Trời Jehovah. Nhà quý tộc đã bỏ ra một năm để quan sát nhân cách và năng lực của cậu bé. Ông ta ước đoán rằng, nếu làm thế này thì cậu bé sẽ trở thành người như thế này. Lấy giấy bút ra, mất mấy ngày liền để viết về cuộc đời sắp tới của cậu bé. Đó là sổ vận mệnh. Nội dung cuốn sổ đó không được phép thay đổi. Cậu bé sẽ phải sống theo số phận được viết trong cuốn sổ đó. Ánh đèn vàng cam trong căn phòng phản chiếu thành đốm tròn trên mắt kính đen của người đàn ông. Đến năm 15 tuổi, cậu bé sẽ phải lòng một thiếu nữ trước khi hai người đến được với nhau. Cô gái bị chuyển đến một nơi xa, hai người sẽ chia tay sướt mướt hệt như một bộ phim rẻ tiền. Việc cô gái đến với cậu là do nhà quý tộc quyết định, và người bắt họ xa nhau đương nhiên cũng là nhà quý tộc. Năm 18, cậu được phép đi gặp bố mẹ hiện là nông nô chỉ trong một ngày, và trong ngày đó, cả gia đình cậu sẽ bị sơn tặc tấn công. Dĩ nhiên, việc này cũng là do nhà quý tộc đó chỉ đạo. Là những điều được viết trước trong sổ của nhà quý tộc đó, bố mẹ cậu chết thảm ngay trước mặt cậu. Nghe nói lúc đó nhà quý tộc vừa ngồi trên ghế vừa hồi hộp, không vì sợ việc mình đang làm mà là lo không biết bọn son tặc ông ta thuê có giết nhầm cậu bé không. Trong cơn tuyệt vọng và tức giận, nét hồn nhiên trên mặt cậu bé biến mất. Rồi cậu được đội quân riêng của nhà quý tộc hỏi rằng có muốn học sử dụng kiếm không. Nô lệ tuy không thể trở thành hiệp sĩ nhưng có thể ra chiến trường, có thể tham gia tiêu diệt bọn sơn tặc nữa. Cậu đã học cách sử dụng kiếm. Dĩ nhiên, người chỉ huy đội quân cũng hành động theo mệnh lệnh của nhà quý tộc. Cậu phục vụ trong lâu đài, đêm đến lại học kỹ thuật đấu kiếm. Vậy là cậu ta có một vết thương suốt đời không thể nào quên và một mục đích sống. Giống như giáp bị Đức Chúa Trời Jehovah đùa giỡn, cậu không bao giờ trách Đức Chúa Trời tại sao lại khiến mình thế này. Bởi vì cậu không biết được mình nằm dưới sự điều khiển của nhà quý tộc. Nhà quý tộc còn ghi lại chi tiết từng sự việc nhỏ trong cuộc đời của cậu. Chẳng hạn, cậu bị một cô hầu gái dụ dỗ và đã ngủ với cô ta, suýt bị người quản gia đuổi, nhưng được nhà quý tộc cứu vớt cho ở lại. Vì thế, cậu thề sẽ trung thành với nhà quý tộc hơn nữa. Cuộc sống hàng ngày của cậu diễn ra theo đúng những gì viết trong cuốn sổ. Ngay cả những sai sót trách phạt hay sự khen thưởng nho nhỏ dành cho cậu trong thân phận người hầu. Vào năm 23 tuổi, cậu đã đạt đến đỉnh cao của cuộc đời, nghĩa là điểm cao trào của cuốn sổ. Cậu giáp mặt bọn sơn tặc đã giết bố mẹ mình trong khi tham gia tiêu diệt sơn tặc. Người chỉ huy đội quân ra lệnh cho cậu phải kết liễu tên sơn tặc. Làm thế, mày thấy vui đúng không? Cậu vừa khóc vừa giết tên sơn tặc. Sau đó, năm 26 tuổi, theo lệnh của nhà quý tộc, cậu cưới một cô nô lệ tính cách vô cùng xấu xa, quá chán nản với cuộc sống vợ chồng. Bị người tình của nhà quý tộc dụ dỗ, cậu đã đi lại với cô ta, cả hai thường xuyên lén lút hẹn hò. Dĩ nhiên, tất cả những việc đó đều do nhà quý tộc chỉ thị và được viết trước trong cuốn sổ.
Không lâu sau, người tình của nhà quý tộc có con. Nhà quý tộc biết tất cả nhưng ông không ngại ngần thông báo với cậu rằng trong số rất nhiều đứa con của mình, ông ta sẽ chọn đứa bé đó làm người thừa kế. Cậu vừa lo âu vừa sợ hãi. Người tình của nhà quý tộc. Trong một buổi yến tiệc có sự tham dự của nhiều nhà quý tộc khác và có cả cậu đang phục vụ, đã muốn tự thú nhưng cuối cùng lại thôi. Nhà quý tộc rất thích thú. Khi cậu ta 30 tuổi, nhà quý tộc gọi cậu vào phòng. Người đàn ông nói đến đó thì dừng lại. Tai tôi vẫn hơi ù ù, bóng của chiếc quạt trần đang quay khiến tôi chú ý. Người đàn ông nói gì đó qua điện thoại, rồi tắt liền. Tôi tiếp tục hút thuốc còn ông ta chỉ uống rượu. Cậu được nhà quý tộc trao cho một tập giấy được cột bằng dây. Cậu mở ra và thấy bên trong có viết về cuộc đời cậu từ trước đến nay. Tất cả được viết khoảng 15 năm trước. Hẳn là cậu ta sốc lắm khi nhìn thấy những dòng chữ ấy. Cuối cùng, vì tội lén lút quan hệ với người tình của nhà quý tộc, dĩ nhiên chuyện này cũng do nhà quý tộc chỉ đạo, cậu sẽ bị giết ngay. Trước mặt nhà quý tộc, cậu ngồi thụp xuống. Mất một lúc lâu để sâu chuỗi lại tất cả, run rẩy vì đủ mọi cảm xúc lẫn lộn, cậu hiểu ra tất cả. Ngay khi cậu ngước lên nhìn nhà quý tộc thì người lính đứng đằng sau đã đâm vào lưng. Cậu không biết cậu ta đã nghĩ gì cho đến lúc chết. Nhưng nghe nói nhà quý tộc đó run rẩy vì sung sướng, trong cơn sung sướng tột đỉnh mà thú vui với đàn bà, tiền bạc hay danh tiếng đều không thể đem lại. Nhà quý tộc nghiêm mặt đến nỗi quên cả cười, tiếp tục tận hưởng nỗi sung sướng ấy với vẻ mặt nghiêm nghị. Điên rồ. Lần đầu tiên tôi nói xen vào, người đàn ông vẫn tiếp tục mỉm cười. Chẳng có gì điên rồ cả, nhà quý tộc đó chỉ đang nếm trải thôi. Mọi điều có thể có được từ cuộc đời, không bỏ sót thứ nào. Đây là chuyện do ông nghĩ ra đúng không? Khi nghe tôi nói thế, người đàn ông bật cười. Không phải, nói chính xác thì một tay thuộc hạ của tao, người lên kế hoạch vụ cướp đó, trong lúc say, đã cao hứng nghĩ ra. Với ông là hình mẫu à? Đúng vậy, mày hiểu vấn đề nhanh đấy. Tóm lại, từ giờ trở đi, cuộc đời, mày sẽ tùy thuộc vào tao. Người đàn ông uống cạn ly rượu. Trong đầu tao có cuốn sổ vận mệnh của mày. Thú vị quá. Điều khiển cuộc đời người khác thật thú vị. Nhân đây, tao có một câu hỏi. Mày có tin vào vận mệnh không? Tôi không biết. Câu trả lời nhàm chán nhất. Có lẽ nào toàn bộ vận mệnh của cậu thiếu niên đó là do nhà quý tộc nắm giữ, hay bị nhà quý tộc nắm giữ là vận mệnh của cậu ta? Có tiếng gõ cửa. Người đàn ông vừa trả lời thì một người gầy, mặc vest, bước vào, đặt cặp ra lên bàn. Ông ta cúi đầu chào rồi bước ra. Người đàn ông mở cặp, lấy ra vài bức ảnh và tài liệu. Tao muốn mày làm cho tao ba việc nhỏ sau. Thực sự là việc nhỏ, rất nhỏ. Thôi tuy nhiên, nếu sử dụng mày, công việc mà bọn tao định làm sẽ dễ dàng hơn trước hết. Nội trong vòng 6 ngày hãy lấy điện thoại di động của người này. Lấy xong hãy bỏ vào thùng thư một căn hộ chung cư theo chỉ định của bọn tao. Nhà của gã này có hệ thống an ninh rất chắc chắn, khó mà đột nhập được. Hoàn cảnh cũng chưa cho phép giết hắn. Lý do phải lấy điện thoại của hắn là vì tao cần biết gấp các mối quan hệ của tay này. Cũng có thể tấn công và cướp điện thoại ngoài đường. Nhưng trong trường hợp này, tao không muốn để cho hắn biết điện thoại bị cướp mà muốn hắn nghĩ rằng đã đánh rơi ở đâu đó. Việc thứ hai, nội trong 7 ngày, mày phải lấy của người thứ hai này một vật dụng nhỏ nào đó, bật lửa thì tốt. Chính xác hơn là lấy một vật nào đó có dấu vân tay của gã. Tương tự như việc thứ nhất, điểm cần lưu ý là đừng để cho gã nhận ra là mình đã bị ăn cắp. Vì vật dụng nhỏ này sẽ dùng để đặt bên cạnh một cái xác. Dĩ nhiên, mục đích không phải là đổ tội cho tay này mà chi để cảnh sát nghi ngờ gã tạm thời bắt giam, từ đó sẽ lộ ra những chuyện khác. Nhà của tay này cũng rất khó đột nhập, không chỉ lấy vật dụng nhỏ như bật lửa, lấy cả tóc nữa. Việc này khó thật nhưng tao muốn mày làm khoảng 2-3 sợi gì đó, nếu mà cắt thì sẽ không tự nhiên, cho nên phải nhổ cả sợi sao cho gã không biết. Cái này lấy xong cũng cho vào thùng thư cho tao.
giữ cho nét mặt không thay đổi. Tôi ngắm bức hình mà người đàn ông đang chỉ vào với vẻ thích thú như thể đang giỡn chơi. Việc cuối cùng là lấy tài liệu từ một người nữa trong vòng 10 ngày. Không có ảnh của gã đó ở đây, tao sẽ chuẩn bị sau. Thuộc hạ của tao đã vào phòng gã nhưng không tìm thấy tài liệu đó. Hình như tay này mang theo mình, gã này là một tay rất hay lo lắng, chúa nhát gan, mang cả súng theo người. Hãy lấy sao cho ít nhất sau 2 ngày khổ chủ mới phát hiện là bị mất. Không được đâu. Không được cũng phải làm. Tài liệu đó để trong phong bì, có niêm phong nên chắc gã ta không biết nội dung bên trong. Phong bì bị mở thì giá chị sẽ giảm xuống một nửa. Đây là bộ tài liệu giả do người có liên quan đến. Bộ tài liệu đó làm mày hãy đánh cháo hai bộ với nhau. Phong bì này là của công ty, nếu là tài liệu mật thì chắc chắn được đóng dấu thế này. Tuy nhiên, vì không chắc chắn nên trước khi đánh cháo, hãy kiểm tra lại tài liệu này, không cho vào thùng thư được. Phải đưa trực tiếp cho tao. Nếu thất bại thì sao? Thì mày sẽ chết. Có thể mày cho là vô lý nhưng đó là chuyện sẽ xảy ra. Với đứa nào tao để mắt tới? Ha ha ha, yên tâm đi, dù mày thất bại tao cũng không giết mẹ con thằng bé đó đâu. Áp lực và ý thức trách nhiệm sẽ phát huy tối đa khả năng của con người, song ngược lại áp lực quá lớn có thể sẽ dẫn đến thất bại. Và lại, nếu được, tao không muốn có nhiều xác chết không. Cần thiết càng để lại xác, dù rất ít, thì tỷ lệ bị phát giác càng cao. Thằng Nimi vì biết cả những tay chủ cột của bọn tao nên tao buộc phải giết nó. Tao chỉ để lại những cái xác có lý do. Bởi vậy, không chỉ riêng mày, cả thằng Tác Hiếp An A, một thằng không hề có giá trị sử dụng, tao cũng không giết. Tuy nhiên, nếu mày không nhận lời, không còn cách nào khác, tao sẽ giết mẹ con thằng bé đó. Tao sẽ phải mất công hơn, nhưng đó là nguyên tắc. Người đàn ông cho tài liệu và ảnh vào trong cặp da, đặt lên bàn rồi đẩy sang trước mặt tôi. Tôi chỉ còn cách nhận lấy. Tao định đoạt số phận người khác ở trên bàn. Mày không nghĩ đứng trên người khác và điều khiển họ như thế này giống với Chúa Trời sao? Giả sử có Chúa Trời thật thì Chúa Trời chính là người được nếm trải thế giới này nhiều nhất. Khi điều khiển số phận của người khác, thỉnh thoảng tao lại có cảm giác đồng hóa với người đó. Suy nghĩ, cảm nhận của họ xâm nhập vào trong người tao, cảm giác như trạng thái cảm xúc của nhiều người đồng loạt xâm nhập vào tao. Vì mày chưa trải qua nên mày không hiểu được. Trong tất cả khoái lạc, đây là khoái lạc cao nhất. Mày hiểu chứ? Hãy nghe cho rõ đây. Người đàn ông hơi nhích lại phía tôi. Trên đời này, cách sống đúng nhất là tận dụng mọi đau khổ và vui sướng. Tất cả chỉ là những kích thích mà thế giới này mang lại. Nếu khéo léo pha trộn các kích thích ấy trong người, mày có thể sử dụng chúng theo cách hoàn toàn khác. Nếu mày muốn làm điều ác, mày tuyệt đối không được quên điều thiện. Nhìn thấy đứa con gái quằn quại đau khổ mà chỉ cười thôi thì chán chết. Mày phải thấy cô ta thật tội nghiệp, thật đáng thương. Phải tưởng tượng đến nỗi đau của cô ta, đến bố mẹ đã nuôi dạy cô ta vừa nhỏ những giọt nước mắt thương cảm, vừa làm cho cô ta đau đớn hơn nữa. Giây phút đó sẽ vô cùng tuyệt vời. Hãy nếm trải cả thế giới đi. Nếu vụ này mà mày thất bại, hãy nếm trải cảm giác thất bại đó, nếm trải nỗi sợ chết. Khi làm được điều đó, mày sẽ vượt qua được bản thân mày. Mày sẽ nhìn thế giới này bằng một con mắt khác. Bản thân tao sau khi giết dã man ai đó, tao vẫn cảm nhận được vẻ đẹp của mặt trời mọc vào sáng hôm sau, vẫn thấy nụ cười của đứa bé nào đó quanh đấy thật dễ thương. Nếu nó mồ côi, tao có thể bao bọc nó, cũng có thể sẽ giết nó ngay tức khắc hoặc để sau này, và cảm thấy rất thương xót cho nó. Mày có nghĩ, giả sử Chúa Trời hay vận mệnh có nhân cách và cảm xúc thì đấy chính là những gì Chúa Trời và vận mệnh cảm nhận. Không, trong một thế giới mà người tốt và trẻ con cứ chết một cách vô lý. Người đàn ông nói đến đó thì ngưng. Giọng ông ta nhựa nhựa vì rượu, cứ vẳng mãi bên tai tôi. Ông ta vẫn nở nụ cười trên môi. Thế nhé, chúc mày may mắn. Người thứ nhất tên là Cơ Y Ta, 42 tuổi, sống tại một chung cư ở Gotan A,
Trong ảnh ông ta để tóc ngắn, mặc bộ vest may rất đẹp. Ông ta là người môi giới tài chính, luôn qua lại giữa các băng nhóm mafia và những doanh nghiệp chưa lên sàn. Ông ta làm trung gian, cung cấp tiền của băng nhóm mafia cho những doanh nghiệp khởi nghiệp không thể vay tiền từ ngân hàng. Nếu như thành tích kinh doanh của doanh nghiệp tăng, được niêm yết trên sàn chứng khoán, thì giá cổ phiếu sẽ tăng, kèm theo lợi nhuận lớn. Trong trường hợp này, doanh nghiệp vay tiền nhưng không biết tiền mình vay là của băng nhóm mafia. Tất cả những gì tôi cần làm chỉ là lấy điện thoại di động của ông ta, nhưng việc này khó hơn nhiều khi phải nhắm vào một đối tượng cụ thể. Ghi nhớ bức ảnh và mấy ghi chú vắn tắt trong đầu, tôi đi ngang qua khu nhà của cơ y ta. Nếu xung quanh có quán cà phê thì tôi sẽ vào đó ngồi để theo dõi ông ta. Song chẳng có quán nào gần đó, đứng bên ngoài lại không được tự nhiên bởi khu nhà của ông ta ở ngay giữa khu dân cư. Nhìn thấy rèm cửa nhà cơ y ta đung đưa, tôi bèn cúi xuống rồi rảo bước. Rời khỏi khu chung cư, tôi tìm thấy một chiếc ghế đã xét gì ở công viên và ngồi chờ ở đó. Bên cạnh cầu trượt nhỏ, có hai mẹ con lặng lẽ chơi, không nói năng gì. Tôi nhìn chằm chằm vào đầu thằng bé, cứ ngỡ trên đầu thằng bé có một tấm gỗ thủng lỗ. Nhưng nhìn kỹ thì thằng bé đang chùm cái túi giấy trên đầu. Người mẹ đuổi theo thằng bé vừa đùa giỡn vừa chạy đi. Từ đây tôi có thể nhìn thấy cổng chung cư nhưng khá xa nên xác nhận rất khó. Khoảng hơn 4 giờ rưỡi, một người có vẻ là cơ y ta bước ra. Ông ta mặc áo khoác màu kem, đeo túi chéo nhưng ông ta đi ngược hướng với nơi tôi đang ngồi nên tôi không nhìn rõ mặt. Tôi lật đật đuổi theo, ông ta còng người xuống như con tôm, chẳng hiểu sao trong lúc đi ông ta cứ xòe các ngón tay dài khác thường ra. Khi tôi đến gần cổng chung cư, cánh cửa tự động của chung cư lại mở, một người đàn ông khác bước ra. Người đàn ông này mặc áo khoác màu đen, xách chiếc cặp tóc màu đen. Bất ngờ, tôi nhận ra, đây chính là cơ y ta. Tôi cúi đầu, cho tay vào túi áo giả vờ lục tìm thuốc lá rồi đi ngang qua mặt ông ta. Tôi bị bắt làm một việc rất vô lý là lấy đồ để sao cho người ta không phát hiện ra là bị lấy, mà nghĩ mình đã đánh rơi đâu đó. Tôi giữ khoảng cách và bám theo cơ y ta. Ông ta vào cửa hàng dược phẩm, rồi đến nhà ga, gặp một người đàn ông mập mạp tại một quán cà phê. Ví của ông ta để trong túi áo vest trong bên trái, còn điện thoại thì để trong cặp táp. Tôi nghĩ khó mà lấy được ở trong quán nên đợi ông ta ra. Tôi định sẽ ra tay trong tàu điện xong ông ta ra khỏi quán, chia tay với người đàn ông mập mạp kia rồi leo lên taxi. Tôi cũng lên ngay taxi, nói với tài xế đuổi theo sau chiếc taxi chạy trước. Tay tài xế còn trẻ nên tôi phải liên tục chỉ đạo cậu ta chạy cách một vài xe, hoặc phải chạy khác làn để xe trước không nghi ngờ. Ông ta xuống xe tại A-Cơ-Ách-A, vào một quán bar ở dưới tầng hầm. Quán bar này rất rộng, có cả sân khấu trình diễn, bên trong rất đông và ồn ào. Nghĩ đây là cơ hội tốt, tôi ngồi vào ghế ở quầy bar. Tôi gọi một cocktail nhẹ rồi đặt cả hai tay trên mặt bàn đã phai màu, lộ nguyên cả thớ gỗ. Một tiếng đồng hồ sau, có lẽ đã ngà ngà say, ông ta bắt đầu lớn tiếng, khua chân múa tay liên tục, miệng há to cười như loài bò sát. Đối tác của ông ta là một thanh niên trẻ trông như sinh viên, tài liệu mở ra trên bàn nhưng hầu như cơ y ta chẳng hề để mắt to. Cơ y ta lấy điện thoại di động trong cặp táp ra, gọi cho ai đó rồi lại cho vào cặp táp để dưới sàn nhà. Tôi đã cầu cho ông ta bỏ điện thoại vào trong túi áo nhưng ông ta không làm vậy. Ông ta say thế này, nếu lấy được hôm nay thì ông ta sẽ dễ nghĩ mình say nên đã đánh rơi điện thoại, và lại, cũng không biết bao giờ mới có lại thời cơ thế này. Hơn nữa số ngày được chỉ định để hoàn thành vụ của ông ta cũng là ít nhất. Khi cô nhân viên phục vụ đi đến bàn cơ y ta, tôi bèn đứng dậy. Phía trước bàn cơ y ta ngồi là nhà vệ sinh, tôi giả vờ đi đến đó, thay đổi tốc độ cho khớp với tốc độ của cô nhân viên phục vụ. Cô ta đặt cốc mới lên bàn cơ y ta, ngay lúc cô ta cúi đầu toan bước đi, tôi đã ngáng chân cô ta từ hướng ngược lại. Cô nàng ngã xuống, cốc trên khay cũng rơi xuống vỡ toang. Tôi cũng giả vờ bị mất thăng bằng rồi ngã theo. Sau âm thanh ồn ào, nhiều ánh mắt đổ dồn vào cô nàng phục vụ mặc váy ngắn đang nằm song xoài dưới đất. Tôi nhìn cơ y ta để xác nhận lại. Ông ta sau khi giật mình đã lấy tay lau chỗ vai hơi bị ướt, rồi chuyển ánh mắt sang chỗ cô nàng phục vụ. Trong lúc ngồi thụp xuống, tôi vung áo khoác trùm lên che chiếc cặp táp. Tôi luồn tay trái qua lỗ thủng trong túi áo khoác, cứ thế mở khóa chiếc cặp táp. Anh chàng đối tác trẻ tuổi đứng dậy,
có vẻ như định nói gì đó với cơ y ta. Cô phục vụ loay hoay chỉnh lại chiếc váy đang bị tốc lên và mở miệng như để xin lỗi. Chiếc cặp nằm gọn dưới áo khoác của tôi nên che được hết tầm mắt của mọi người. Tôi thọc tay trái qua túi áo vào trong cặp. Lục lọi giây lát thì vớ được sợi dây đeo điện thoại, tôi bèn cho vào tay áo. Cơ y ta toan đứng dậy để đỡ cô phục vụ. Tôi rút tay ra khỏi cặp, dồn sức vào chân chuẩn bị đứng dậy. Ngay khi tôi cảm thấy một luồng hơi lên đến cổ họng thì chiếc điện thoại reo liên hồi trong tay áo. Trong một giây, cơ thể tôi cứng đờ, không thể cử động. Chiếc điện thoại trong tay áo tôi đổ chuông, cơ y ta có vẻ như định chuyển hướng nhìn từ cô gái phục vụ sang chỗ tôi. Thả chiếc điện thoại vào trong cặp táp, tôi tập trung hết thần kinh để kéo lại dây khóa cặp. Chuông điện thoại lúc lớn lúc nhỏ nhưng có vẻ như cơ y ta không để ý. Cô phục vụ xin lỗi cơ y ta và tôi. Tim đập loạn xạ, tôi đứng nhanh dậy và cũng xin lỗi giống cô ta. Tuy nhiên cơ y ta không nhìn tôi và cô phục vụ. Ông ta mở dây kéo cặp táp, lấy chiếc điện thoại đang reo ra. Tôi định đi xong chợt nghĩ cần phải nghe xem ông ta nói gì nên nán lại giúp cô phục vụ nhặt những mảnh cốc vỡ. Cơ y ta không nói gì, chỉ im lặng ghi chép. Tôi liếc nhanh thì thấy viết thứ 5, 7, ship ưu, dai di yên gu. Tôi cúi đầu xin lỗi lần nữa rồi ra quầy thanh toán tiền. Đã chạm mặt ông ta thế này thì từ giờ bám theo sẽ khó hơn rất nhiều. Tôi bắt taxi về nhà. Tôi hỏi người lái xe liệu có thể hút thuốc trong xe không. Anh tài xế bảo đây là cuốc xe cuối cùng trong ngày rồi nên không sao và hạ kính xe xuống. Tôi châm thuốc, nhìn dãy đèn nê ông nối tiếp nhau chạy dài trên những con phố nhộn nhịp. Mãi mà tôi vẫn không thể bình tĩnh trở lại. Trong đầu tôi hiện lên gương mặt lão Kizaki, gương mặt Ishikawa, gương mặt Seiko. Không biết Seiko sẽ nói gì nếu nhìn thấy tôi lúc này. Tuy tôi xa cơ lỡ vật, bị điều khiển, phải làm theo mệnh lệnh của người khác nhưng nàng sẽ không khinh bỉ tôi đâu. Tôi có cảm giác nếu là Seiko, nàng sẽ cười và nói có lẽ mình sẽ chết, sẽ vẫn cởi quần áo vì tôi và ở bên tôi dù tôi có thất thế. Khi tôi xuống taxi để về nhà thì thấy thằng bé đang ngồi ngủ gục trước cửa. Lần này nó mặc quần dài nhưng là chiếc quần thể thao màu xám, vải rất mỏng. Nhìn tay chân cu cậu, tôi lại có cảm giác cuộc sống của nó được định đoạt bởi nơi nó sinh ra. Trong hoàn cảnh bị chèn ép như thế, thằng bé phải tự trèo chống và tồn tại bằng tất cả khả năng của nó. Nghĩ lạnh thế này thằng bé sẽ chết mất. Tôi hích hích mũi chân vào chân nó thì nó liền mở mắt. Nó thoáng lườm tôi, không biết có phải vì bị tôi đá không. Xong tôi chưa kịp nói gì thì nó đã lí nhí xin ngủ lại nhà tôi đêm nay. Không được, về đi. Tại sao á? Hơi thở của thằng bé phả ra như những bóng trắng mờ nhạt. Vì mẹ cháu sẽ đến đây tìm. Lại thành dây dưa với cảnh sát. Không đâu. Hả? Vì mẹ muốn đuổi cháu ra khỏi nhà cơ mà. Thằng bé đứng dậy, phủi đất cát dính trong lòng bàn tay. Da rẻ thằng bé cáu bẩn, đế giày đã mòn gần hết. Tôi định cho thằng bé vào nhà nhưng sự nhớ trong nhà không có ấm nước hay bát đĩa gì nên quyết định đi đến cửa hàng tiện lợi. Tôi vừa bước đi thì thằng bé liền đi theo. Hình như lão ta sẽ ở luôn trong nhà cháu nên giờ cháu trở thành người thừa. Cháu bị nói thế à? Cháu bị nói thế suốt vì lão ta lúc nào cũng muốn làm việc đó với mẹ. Tôi nghe từ xa có tiếng động cơ xe ô tô đang táng tốc. Lão ta ghen với mẹ vì lão ta cứ làm chuyện đó với mẹ nên cháu phải ra ngoài. Làm xong, lão ta say xỉn và đánh cháu. Tôi đặt tay lên vai thằng bé. Lão ta có biết công việc của mẹ cháu không? Biết chứ chú, chính lão ta bắt mẹ cháu làm. Thế mà còn bày đặt ghen tuông. Tôi như nghẹn thở. Cháu muốn bỏ nhà đi à? Dạ. Ánh mắt thằng bé sáng lên. Cháu bỏ nhà đi nhưng vì là trẻ con nên sẽ bị bắt lại. Cứ mỗi lần bị bắt sẽ bị mắng, rồi còn bị lão ta đánh nữa. Vì vậy, chú không giúp cháu được. Tại sao? Tôi bỏ tay ra khỏi vai thằng bé nhưng rồi nghĩ lẽ ra mình không nên làm vậy vào thời điểm này. Chú đang làm một việc nguy hiểm. Không biết sẽ chết lúc nào cháu không cần bị cuốn theo những người lớn lầm lạc nữa. Nhưng mà, còn trung tâm bảo trợ. Tôi nhìn thằng bé, cu cậu như đang suy nghĩ điều gì đó. Cháu vào được à? Nếu làm thủ tục thì sẽ vào được nhưng dù sao cháu cũng không muốn xa mẹ đúng không? Cháu không còn bé thế đâu. Thằng bé ngước nhìn tôi, ánh mắt mở to phản kháng như muốn phun ra thứ gì đó rất giống với tôi ngày xưa. Chú sẽ hỏi thử chú sẽ để cửa phòng mở.
từ giờ khi nào thấy lạnh cháu cứ vào thoải mái. Tôi đi ra cửa hàng tiện lợi, mua trà nóng, sữa tươi và cơm hộp loại nhiều món chiên rán. Đối tượng thứ hai là một người đàn ông 28 tuổi, sống tại một chung cư 7 tầng. Tôi không rõ anh ta làm việc gì nhưng qua trang phục và nét mặt thì thấy có vẻ không giống với người có máu mặt trong thế giới ngầm. Chung cư này cũng nằm trong khu dân cư nên không thể đứng suốt ở bên ngoài đợi. Tôi vào quán cà phê cạnh đó, ngắm người qua lại từ cửa sổ của quán. Từ chung cư của anh ta ra tới ga chắc chắn phải đi qua đường này. Người này không có xe hơi, cũng chẳng có xe đạp. Tôi đợi gần 2 tiếng đồng hồ nhưng chẳng thấy anh ta xuất hiện. Tôi rời quán cà phê, thong thả đi bộ trên con đường trước mặt, lại đi về hướng chung cư rồi quay trở lại quán cà phê lần nữa. Mãi đến trưa ngày thứ 2 theo dõi, anh ta mới ra khỏi nhà. Tôi đi taxi đến khu chung cư, đứng đợi một lúc mà không thấy nên vào quán cà phê. Vừa gọi xong đồ uống thì nhìn thấy anh ta đi ra. Tôi rời khỏi quán, bám theo anh ta. Anh ta vào ga, đi qua cổng soát vé rồi ra đến chỗ lên tàu. Cần để bật lửa và vài cọng tóc của anh ta bên cạnh một xác chết nào đó có nghĩa là trước đây anh ta đã từng có tiền án. Tuy nhiên, ngoài đời anh ta nhìn trẻ con, nét mặt hiền lành hơn hẳn trong hình, trông không có vẻ gì là người cố tiền án tiền sự. Rất may đoàn tàu vừa tới đông nghẹt người. Tôi nghĩ ra tay trong tàu điện là thích hợp nhất nên chọn đứng ngay sau lưng anh ta. Mái tóc đen của anh ta được vuốt keo nhẹ. Trên vai và gáy không có một sợi tóc rụng nào nên tôi chỉ còn cách nhổ trực tiếp. Máy sưởi trong tàu điện nóng quá khiến anh ta đổ mồ hôi. Tàu chuẩn bị dừng, anh ta lách người qua vị khách phía trước. Có vẻ như định xuống ga này, tôi áp người vào lưng anh ta. Ở đầu ngón trỏ và ngón giữa tôi đã dán miếng giấy nhám rũa móng tay luôn có sẵn trong phòng. Cửa tàu mở ra, một luồng khí lạnh tràn vào. Ngay khi anh ta bước một chân ra khỏi tàu, tôi giả vờ mất thăng bằng, giơ tay lên chơi với. Kẹp ngón trỏ và ngón giữa vào chỗ tóc trên đỉnh đầu anh ta, rồi giật lên. Tôi có cảm giác đã nhổ được vài cọng. Anh ta khẽ ngoái lại vẻ như không chú ý xong tôi đã lách sang vượt lên trước anh ta. Giờ chỉ còn lấy thêm cái bật lửa nữa là xong. Anh ta định bước xuống cầu thang nhà ga nhưng lại đột ngột chuyển hướng. Tôi nhận ra anh ta đang đến phòng hút thuốc ở tuyến Đam A Nô Tê. Anh ta rút thuốc ra rồi nhưng vẫn còn tìm bật lửa. Nếu anh ta đã đánh mất bật lửa thì thật rắc rối. Xong tôi kịp nghĩ lại. Mang găng tay vào, lau đi lau lại chiếc bật lửa 100 yên của mình trong túi áo rồi bật lửa châm thuốc ngay bên cạnh anh ta. Anh ta vẫn còn tìm bật lửa. Đến lúc có vẻ như anh ta đã từ bỏ ý định thì tôi chẳng nói chẳng rằng, chìa bật lửa cho anh ta. Anh ta khẽ gật đầu cảm ơn rồi cầm bật lửa châm thuốc. Tôi cảm giác nếu thế này thì dấu vân tay sẽ không được tự nhiên lắm nên lúc anh ta đưa trả. Tôi cố tình đỡ trượt để anh ta phải nhặt lên trả lại lần nữa. Công việc đến đây là kết thúc. Tôi lên chuyến tàu vừa tới và rời đi. Tôi đi đến tiệm làm tóc để cắt tóc, nhuộm màu nâu, đeo một cặp kính không độ. Hôm chạm mặt cơ y ta, tôi đã mặc chiếc áo khoác màu đen thường mặc xong lần này tôi quyết định thay đổi ngoại hình nên khoác lên người cái áo lông vũ màu trắng và quần jean. 6 giờ tối, tôi đi đến ship ưu. Vào giờ này, chắc chắn cơ y ta sẽ xuất hiện tại quán bar có tên Jai Ji Ingu. Tôi nghĩ ông ta không thể nhớ được tôi vì chỉ thoáng chạm mặt nhưng vẫn cần thay đổi ngoại hình cho chắc. Tôi leo lên taxi, lúc xe dừng lại ở đèn đỏ trước trung tâm thương mại Seibu ở ship ưu. Tôi trông thấy cơ y ta, ông ta vẫn mặc áo khoác màu đen và xách cặp táp như lần trước. Tôi xuống xe, đi theo sau cơ y ta. Con đường hẹp đầy người qua lại, tôi đến gần hơn mỗi khi cơ y ta dừng bước. Cứ thế này, có thể tôi sẽ lấy được điện thoại trước khi ông ta đến quán bar. Cơ y ta dừng lại trước đèn đỏ, tôi đứng ngay sau lưng xong chẳng hiểu tại sao cô gái đi bên cạnh cứ nhìn ông ta nên tôi không thể ra tay được. Đèn chuyển sang màu xanh. Tôi bám theo ngay sau cơ y ta trong dòng người đông đúc. Lúc tôi quyết định sẽ ra tay ở ngã tư tiếp theo thì bất ngờ cơ y ta ngoảnh lại. Tôi lo lắng nhìn theo hướng khác, song ông ta chỉ đi ngang qua mà không phát hiện ra điều gì. Tôi giữ khoảng cách tiếp tục bám theo cơ y ta vào trung tâm thương mại Park O. Cơ y ta nhìn quanh một lúc rồi đi về phía thang cuộn. Vì thang có từng bậc cách biệt giữa người trước và người sau nên rất dễ lấy những thứ trong giỏ sách của người đứng trước. Tôi đứng ngay sau, lưng ông ta, tập trung cao độ trên thang cuộn đang di chuyển. Bên cạnh có gương nên tôi phải chờ đến khi thang cuộn chạy qua chỗ đó.
người đàn ông phía sau tôi đang mải nói chuyện với cô gái đứng sau nên không nhìn về hướng tôi. Tôi nghĩ đây đúng là địa điểm và thời điểm thích hợp nhất. Tôi cảm thấy trong người ấm lên, hai cánh tay đang tê đi một cách khoan khoái. Ngay khi khuôn mặt cơ y ta trôi qua khỏi gương, tay trái tôi giữ phía dưới chiếc cặp ông ta đang xách, cố định để nó đừng đung đưa, sau đó dùng tay phải mở khóa, rút điện thoại ra, bỏ vào tay áo, kéo khóa lại, rồi buông tay trái ra. Thấy cơ y ta bước lên cầu thang của tiếp theo để đi lên trên, tôi ngoặt sang trái, ra tới tiền sảnh, tôi tìm cầu thang bộ rồi đi xuống. Tôi thả lỏng người, cảm nhận con run rẩy như đang lan khắp người, và cho điện thoại vào túi áo. Tôi đi ra con phố xíp uê đông nghịt người, luồn tay vào túi áo khoác của người đàn ông trung niên trông có vẻ giàu có đang đi về phía tôi. Móc ví của anh ta cho vào ống tay áo. Dư ảnh của ánh nắng phản chiếu trên chiếc kẹp cà vạt của anh ta đọng lại trong mắt tôi một màu xanh lá. Tôi bắt taxi, trong xe, tôi bắt đầu kiểm tra cái ví vừa lấy. Có 120.000 yên, vài chiếc thẻ và mấy tấm danh thiếp của gái hộp đêm. Không gian nhỏ hẹp trong taxi luôn cho tôi cảm giác được cách ly, thoát khỏi con người và phố xá. Taxi đưa tôi đến Ebisu. Khu chung cư tôi được chỉ đến còn khá mới và sạch sẽ. Cho những thứ này vào thùng thư căn 702 là tôi đã hoàn thành hai nhiệm vụ. Theo chỉ dẫn, tôi mở thùng thư, lấy ra bên trong một phong bì màu trắng. Tôi đặt túi đựng điện thoại, tóc, bật lửa vào thùng thư rồi mang phong bì đi. Tôi định đứng từ xa để chờ xem ai sẽ đến lấy những thứ đó, nhưng rồi tôi lại đi, đón một chiếc taxi. Tôi mở phong bì trong xe. Chắc chắn trong đó có ảnh, một vài thông tin cơ bản như địa chỉ của người mà tôi sẽ lấy cắp tài liệu. Khi cầm bức ảnh lên, chống ngực tôi đập liên hồi. Mắt ông ta hõm sâu, hai má hóp lại, tóc lưa thưa, tuổi ước chừng 40. Tôi nhìn bộ mặt ấy, nghĩ đây là loại người đừng nên dây vào. Từ trước tới giờ, linh cảm kiểu này của tôi thường ứng nghiệm một cách kỳ lạ. Tôi định hút thuốc để bình tĩnh lại xong bị người tài xế nhắc nhở trong xe cấm hút thuốc nên tôi xuống xe. Tôi châm thuốc, bước đi trên con đường xa lạ. Đây là khu dân cư ít đèn, đường với những dãy nhà trọ cũ kỹ. Bỗng dưng điện thoại reo. Tôi bất giác nhìn quanh, chỉ có Seiko và Ishikawa biết số điện thoại này. Nhìn màn hình không hiển thị số, tôi nghe máy thì bên kia vang lên giọng đàn ông. Mày lầm nhanh quá nhỉ, giờ chỉ còn một người thôi. Mày đã lấy phong bì trong thùng thư rồi đúng không? Giọng ông ta cao và đanh, rất khó chịu. Ai đấy? Ai thì chắc mày phải đoán ra chứ. Thằng cuối cùng, đang ê đờ oa, 8 giờ tối mai sẽ đến xin giúp u. Hãy hành động ở đó. Nếu tôi thất bại, cho mày hạn đến trước thứ 3 tuần sau. Còn 5 ngày nữa. Cũng nhờ mày mà công việc của bọn tao nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nghe nói nếu không làm được thì mày sẽ chết. Nhưng đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Cô gái trẻ nhuộm tóc vàng dắt chó đi dạo nhìn tôi vẻ nghi ngờ. Lão Kizaki có ở đó không? Kizaki hả? Không có. Tao không biết ông ta đang ở đâu. Mục đích của lão ta là gì? Nghe tôi hỏi, đầu dây bên kia thở hắt ra vẻ mệt mỏi. Không phải vì bộ tài liệu hay vì chiếc bật lửa đúng không? Đấy không phải việc của mày. Có giọng cười của phụ nữ vọng lại từ phía kia đầu dây. Tạp âm trong điện thoại ngày một lớn, rồi điện thoại bị ngắt. Cô gái trẻ dắt chó vẫn nhìn tôi trong lúc con chó đang mải dí mũi ngửi ngửi cột điện. Khi tôi nhìn lại thì cô gái nói gì đó với con chó rồi lôi đi. Xung quanh rất tối. Có thể cô gái lúc nãy không phải nhìn tôi mà nhìn phía sau tôi cũng nên. Người tên đang ê đơ hoa đó trong ảnh mặc chiếc áo khoác đen cáu bẩn, song chung cư gã sống cao cấp đến nỗi có cả quầy tiếp tân. Người ngoài không dễ mà vào được. Không rõ gã làm nghề gì nhưng lúc nào cũng mang súng theo người thì chứng tỏ lối sống của gã cần phải như vậy. Tôi nhìn đôi mắt hóm trong ảnh, có cảm giác một thế giới ngầm với những chuyện chém giết hoặc tương tự đang rình rập đằng sau đó. Tôi thuê một chiếc xe ô tô, tìm chỗ đỗ hơi xa trong bãi đỗ để quan sát phía cổng chung cư. Đi xe ô tô thế này có thể bị cảnh sát chặn lại hỏi thăm nhưng để theo dõi thì đây là phương tiện thích hợp nhất. Tôi đoán sẽ có taxi đến trước chung cư, xong ra khỏi chung cư đang ê đơ hoa tiếp tục đi bộ. Gã đi nhảy lò cò, kéo lê một bên chân trên mặt đất. Gã nhìn quanh quất rồi chẳng hiểu sao cứ nhìn chằm chằm thằng bé đi lại từ cổng chính chung cư. Tôi xuống xe, bám theo gã từ khoảng cách khá xa.
Một người không thích tiêu tiền mà lại sống ở chung cư cao cấp thế này chắc là phải có nguy hiểm gì đó rình rập. Gã vào ga, mất một lúc lâu để mua vé. Sau khi nhìn những người xung quanh, gã nhìn thẳng vào một cô gái ăn mặc hở hang, mắt dán chặt vào cô ta không buồn nhúc nhích. Tôi nới rộng khoảng cách với gã, chừng nào tàu chưa chạy, tôi khó mà tiếp cận gã được. Khi vào tới sân ga, Dan Edoa dùng móng tay gãi gáy nhiều lần rồi nhìn sang người phụ nữ mặc áo khoác đứng bên cạnh. Mái tóc của gã được trải ép xẹp lép đến kỳ lạ, ở má có vết thâm mà trong ảnh không có, đôi giày cực kỳ bẩn. Tàu đến, không đông người lắm. Tôi lên tàu, giữ khoảng cách với gã rồi mở báo ra đọc. Dan Edoa không ngồi mà đứng ở góc tàu vẻ lơ đãng. Ví tiền của gã cất kỹ trong túi trước bên phải, không thấy gã mang cặp, nên tôi không biết chiếc phong bì ở đâu. Có thể gã để ở túi áo khoác trong, vì vậy khó mà lấy được. Tuy nhiên, tàu điện dần đông lên, tôi bắt đầu tập trung. Tôi đứng dậy khỏi ghế, len lỏi trong đám hành khách, tìm chỗ đứng trước cửa lên xuống. Đến Ibukeo, khách ồ ạt xuống tàu nhưng lượng khách mới lên còn đông hơn, vì thế rất khó di chuyển trong tàu. Có tiếng nhân viên thông báo tàu sắp đến xin giúp u, rồi cửa tàu mở và hành khách bắt đầu di chuyển. Trong dòng người chen chúc, tôi vẫn cố tập trung vào Dan Edoa. Khi cơ thể tôi áp sát cơ thể gã, tôi cởi cúc áo khoác của gã và cho tay vào. Hơi thở Dan Edoa phả vào má tôi rất khó chịu. Đầu ngón tay cảm nhận được thứ gì đó giống như phong bì, nghĩ lấy được nên tôi thọc tay vào sâu hơn thì phát hiện ra miệng túi trong bị bịt kín. Không phải bằng cúc áo hay dây kéo mà là được may lại. Ngực tôi dấy lên một cảm giác đau đớn, tôi lập tức rút tay ra. Hòa vào toán khách mới lên tàu, áp sát để cài cúc áo của gã lại. Dòng người xung quanh vẫn không ngừng di chuyển. Dan Edoa xuống tàu. Ngay trước khi cánh cửa tàu khép lại, tôi cũng nhảy xuống theo. Chống ngực tôi vẫn dồn dập. Đánh cháo phong bì bên trong túi áo khoác khâu kín miệng với phong bì mà tôi đang cầm là điều không thể. Giả sử tôi có rạch túi của gã, lấy được phong bì để trong đó đi nữa thì cũng không thể có chuyện hai ngày sau gã mới phát hiện ra. Tôi vẫn theo sau Dan Edoa đang đi bộ chậm rãi, mà không biết phải làm gì. Giả dụ bằng cách nào đó tôi có thể đánh cháo cả cái áo khoác của gã thì cũng chẳng thể mua được cái áo giống hệt để thế vào. Mà có mua được cũng khó làm cho nó rách bươm ra thế kia, với lại người kỹ tính như gã không thể nào không phát hiện ra áo mình bị đánh cháo. Dan Edoa ra khỏi cửa đông, đi về khu Kabukicho. Người gã lắc lư trong lúc đi, mắt ráo rác nhìn quanh. Gã vấp phải cái gì đó và mất thăng bằng. Nhìn chằm chằm vào một cô gái rồi bước vào tòa chung cư màu xám. Tôi đứng đợi gã đi ra nhưng với tình hình này thì kể cả gã ra tôi cũng chẳng làm được gì. Tôi định bụng sẽ gặp Kizaki xong không biết ông ta đang ở đâu. Nhớ đến khu chung cư ở Ebisu, tôi quyết định sẽ đến căn hộ có số thùng thư đó. Bắt một chiếc taxi, trong lúc xe chạy đến khu chung cư ở Ebisu, gương mặt của Ishikawa và Seiko cứ hiện lên trong đầu tôi. Tới chung cư, tôi đi lên bằng thang máy, nhấn chuông căn hộ hôm nọ. Sau một khoảng im lặng, có giọng đàn ông vang lên qua thiết bị liên lạc gắn ở cửa. Khi tôi xưng tên, cánh cửa liền mở ra. Người đàn ông đi ra nhìn tôi ủ rột rồi lại quay vào. Có vẻ người này và người gọi điện thoại cho tôi hôm qua là hai người khác nhau. Trên tấm thảm màu xám có đặt bàn và ghế sofa. Nội thất bên trong khá giống với văn phòng Ishikawa ở ngày xưa. Chuyện gì? Giọng ông ta khàn khàn. Tôi ngồi đối diện với ông ta. Phong bì của Dan Edoa để ở túi trong áo khoác, được may kín lại. Lấy lâm sao để gã không phát hiện ra là điều không thể. Tao không cần biết. Tôi muốn nói chuyện với Kizaki. Không được. Người đàn ông nhìn tôi vẻ phiền toái. Ông ta ngồi xuống ghế. Bật tivi lên. Trên màn hình hiện lên cảnh một cô gái mặc bikini đang chạy như đuổi theo cái gì đó. Nếu tôi thất bại thì các ông cũng gặp rắc rối đúng không? Cho tôi nói chuyện với Kizaki đi. Bằng không nếu có chuyện gì thì ông phải chịu trách nhiệm đấy. Không được thì tôi về đây. Người đàn ông vừa xem tivi vừa lẩm bẩm gì đó. Rồi cầm điện thoại lên, vẫn không nhìn tôi. Sau khi thì thầm gì đó, ông ta bỏ điện thoại ra khỏi tai, tắt tivi và thở hắt ra. Mấy tờ báo về đua ngựa và bánh kẹo vương vãi trên mặt bàn. Ông ta đưa ống nghe cho tôi. Tôi chờ một lúc thì một người nào đó nghe máy. Tôi nói muốn gặp Kizaki. Ông ta bảo không được xong sau một lúc im lặng thì Kizaki nghe máy.
mày có 5 phút. Lão nói, giọng nói đó đúng là của Kizaki nhưng trầm đến nỗi tôi cứ tưởng là người khác. Phong bì của Dan Ederoa để trong túi trong áo khoác nhưng được may kín miệng, không thể đánh cháo được, chỉ lấy thôi có được không? Một khoảng im lặng, rồi Kizaki cười, mày xui quá, tiếc thật. Cái gì cơ? Nếu không được thì mày sẽ chết thôi, giao hẹn như thế rồi mà, chà, lần này tao sẽ tha cho mẹ con thằng bé đó. Nếu tôi thất bại thì ông cũng sẽ gặp rắc rối cơ mà. Tao không ngờ mày coi trọng mạng sống đến thế. Kizaki nói xong rồi lại cười lớn. Miệng ông ta để sát ống nghe đến mức tai tôi cảm nhận được cả hơi thở của ông ta. Âm thanh trong điện thoại bị vỡ ra. Không, tao chẳng thấy có gì rắc rối cả. Dù sao thì nghe đâu 3 ngày nữa thằng đó lại đến xin giúp ú đấy. Lúc đó mày cố thêm lần nữa vậy. Nếu mày thất bại thì chỉ còn cách giết thằng Dan Ederoa để lấy cái phong bì đó thôi. Dĩ nhiên không giết thì vẫn còn giá trị lợi dụng, nhưng hết cách rồi, cũng chẳng có gì to tát cả. Nhưng nếu thất bại chắc chắn mày sẽ chết. Đã giao hẹn như vậy rồi, tao không bao giờ thay đổi quyết định. Số mệnh vô tình, đời mày thảm lắm, tao đã tìm hiểu về mày rồi. Tôi nín thở, đừng có suy nghĩ trầm trọng. Trong lịch sử đã có tỷ tỷ người chết rồi, mày cũng chỉ là một trong số đó thôi mà. Đời chỉ là một cuộc chơi, đừng có quá coi trọng cuộc đời. Tôi định nói gì đó nhưng mãi không bật thành tiếng. Tao đã nói rồi, trong đầu tao có số mệnh của mày. Việc này thật tuyệt. Tóm lại, còn 4 ngày nữa. Thật đáng tiếc nhưng không còn cách nào khác. Dạng mày cuối cùng cũng sẽ như vậy thôi được chưa? Hãy nghe cho rõ đây. Dù mày thất bại và chết hay mày thành công thì đối với tao cũng chẳng phải là chuyện lớn. Nhưng vì tao không bao giờ thay đổi điều đã quyết định nên nếu mày thất bại, tao sẽ giết mày. Chỉ thế thôi, dưới trướng tao còn nhiều đứa làm công việc như mày. Mày chỉ là một trong số đó mà thôi, chỉ là một mảnh cảm xúc lướt qua tao thôi. Chuyện vặt vãnh của kẻ trên sẽ thành vết thương chí mạng của kẻ dưới. Đó là cơ cấu hoạt động của xã hội. Và cuối cùng, Kizaki hít thở nhẹ. Đừng bao giờ yêu cầu gì với tao, hỏi cũng không mày thấy khó hiểu, nhưng nó là như thế đấy. Thế giới đầy dây những điều vô lý, trên trái đất này có biết bao đứa trẻ vừa sinh ra đã chết vì đói, vô số kể. Tóm lại là thế đấy. Kizaki nói xong thì ngắt điện thoại. Tôi quay lại xin giúp U, quay lại khu nhà mà Dan Ederoa đi vào ban nãy xong không nghĩ gã vẫn còn ở đó. Mà cho dù gã còn ở đó thì tôi cũng chẳng làm được gì. Tôi tiếp tục đi qua khu phố nhộn nhịp, qua dãy phố khách sạn rồi tới một khu dân cư lạ hoắc với những tòa chung cư nằm liền kề. Đã nửa đêm nhưng nhiều căn hộ vẫn sáng đèn, mai là ngày nghỉ nên họ thức khuya chăng, ánh sáng từ cửa sổ thật mềm mại. Mờ ảo trong bóng đêm, tôi ngước nhìn và cảm thấy bồn chồn, rồi nhận ra có thứ gì đó khang khác trong túi áo khoác. Tôi lấy ra thì thấy một cái ví lạ và một bật lửa di thâu màu bạc. Trong ví có 79.000 yên và nhiều loại thẻ tín dụng, có cả giấy phép lái xe ô tô và thẻ gan. Tôi nhìn xung quanh. Một con chó gườm gườm nhìn tôi vẻ cảnh giác rồi bỏ đi. Nhìn thấy người đàn ông mặc áo mưa đi qua, tôi nghĩ trời đâu có mưa. Nhìn lại lần nữa thì thấy trên tường có một vết loang lớn, nhưng vết loang đó không hẳn giống bóng người. Ở con hẻm nhỏ cắt ngang bên tay trái, tôi trông thấy ánh đèn từ một cửa hiệu nhỏ. Tôi cất lại ví vào túi áo khoác, quẳng chiếc bật lửa di thâu vào giỏ chiếc xe đạp đang nằm đổ bên đường. Cửa hiệu rất nhỏ, bảng hiệu được thắp sáng đã chuyển sang màu đen, chẳng nhìn ra tên cửa hiệu. Tôi vào bên trong, có 4 chiếc ghế trước quầy và 2 bộ bàn ghế nhỏ. Tôi gọi ông chủ trông uể oải đang chẳng buồn nhìn tôi, bảo cho một ly whisky rồi ngồi vào bàn. Ở quầy có một người trông giống nhân viên văn phòng. Có vẻ là khách quen, đang say khước. Anh ta gục mặt xuống quầy ngủ, một bản nhạc cổ điển phát ra từ cái loa nhỏ, động tác của ông chủ trông rất rời rạc. Lơ đãng, như thể tất cả mục đích sống của ông ta chỉ là nghe bản nhạc cổ điển đó. Một con chó lai được xích bên hông quầy. Nó nằm ườn bất động dưới sàn, duy chỉ có con mắt là chuyển động. Ly whisky pha đã được đặt lên bàn xong chủ quán vẫn không nhìn tôi. Tôi đưa mắt nhìn quanh cửa hàng và nghĩ thế này chắc cũng chẳng có mấy khách. Uống cạn ly rượu. Tôi gọi thêm thì chủ quán mang ra nguyên cả chai và đã rồi quay lại quầy. Dĩ nhiên bên cạnh tôi bây giờ không có cả Ishikawa, người hay ngăn không cho tôi uống nhiều,
lẫn say cô, người thường khích tôi uống nữa đi. Tôi cảm giác mình đã say, cái ly trước mặt nhòa đi, tôi cứ ngồi nhìn mọi thứ dần nhòa đi. Trong quán có ông chủ đang nghe nhạc. Người đàn ông mặc vest say khướt và con chó lai nằm ườn chán nản xong chẳng hề phản đối việc bị xích. Tôi nghĩ về số mệnh sẽ buộc mình phải chết. Ngẫm lại xem đến giờ mình đã làm những gì. Tôi chỉ thò tay móc túi của người khác, quay lưng lại với tất cả, cự tuyệt xã hội. Cự tuyệt sự lành mạnh và ánh sáng. Tôi đã chọn cách sống là xây bức tường quanh mình, lẩn vào những khe hở xuất hiện trong cuộc đời tăm tối. Nhưng không hiểu tại sao tôi vẫn muốn được ở lại thêm một thời gian nữa. Ông chủ quán ngồi trên chiếc ghế bên trong quầy, mắt nhắm lại. Tôi không hiểu gì về âm nhạc nên chỉ ngồi nhìn. Tôi nghĩ, cuộc đời này tuy có nhiều thứ không hài lòng nhưng cũng có thứ tôi không muốn mất đi. Cũng như có những người tôi không muốn họ biến mất. Nhưng càng những người tôi không muốn biến mất thì họ lại càng không sống lâu và có kết cục rất bi thảm. Tôi nghĩ xem cuộc đời mình có ý nghĩa gì, số mệnh của mình là gì, rồi nghĩ đến giây phút cuối cùng của cuộc đời tôi. Người đàn ông mặc vest vẫn ngủ, ông chủ quán vẫn không buồn nhúc nhích. Tôi muốn được nhìn quang cảnh này cho đến khi ngủ thiếp đi. Hồi nhỏ, luôn có một tòa tháp đằng xa, từ con hẻm bẩn thỉu với các ngôi nhà ống và các dãy nhà thấp, khi ngẩng lên, lúc nào cũng thấy tòa tháp đó hiện lên mờ ảo. Tòa tháp bị sương mù bao phủ, chỉ thấy lờ mờ đường nét bên ngoài, giống như một giấc mơ ban ngày xưa cũ. Tòa tháp uy nghiêm, xa và đẹp tới mức không nhìn thấy đỉnh, cảm giác có đi thế nào cũng không bao giờ đến được tận nơi. Tôi thường vào cửa hàng, lấy nắm cơm bỏ vào túi áo nhỏ. Đồ vật của người khác khi ở trong tay tôi trở nên rất nặng, như thứ dị vật xa lạ. Nhưng tôi chẳng hề thấy hành vi đó là phạm tội hay xấu xa. Cơ thể đang trưởng thành đòi hỏi nhiều thức ăn, và tôi không hiểu được có gì sai trong việc lấy thức ăn để ăn. Nguyên tắc của người khác chẳng qua là thứ do họ tự nghĩ ra mà thôi. Tôi cho nắm cơm đã trở nên nặng nề vào miệng, dồn sức nuốt xuống. Tôi đi qua con phố bẩn thỉu phía sau dãy cột điện, tiếp tục ngắm tòa tháp cao hiện lên mờ ảo ở tiết sau rặng cây trên đồi cao. Sẽ có ngày, tòa tháp ấy nói với tôi điều gì? Vừa gãi phần đùi lộ ra dưới chiếc quần sọt ngắn, tôi vừa yên lặng suy nghĩ về dị vật của người khác đang đè nặng trong dạ dày mình. Tôi nghe thấy tiếng reo hò của đám trẻ con cỡ bằng tuổi mình. Một đứa tóc dài cầm cái ô tô đồ chơi nhỏ trong tay. Mua ở nước ngoài đấy, giọng nó to và vang. Cái ô tô đồ chơi sáng lấp lánh, thiết kế tinh xảo, thằng bé tăng tốc cho ô tô bằng bộ điều khiển đang cầm trên tay. Tôi nhìn cảnh đó, lòng thấy xốn sang. Tôi thấy thằng bé thật xấu xí khi tự hào với món đồ được tặng chứ không phải do nó tự mua. Để xóa đi vẻ xấu xí đó, chiếc ô tô kia phải biến mất. Và tôi đã ăn cắp chiếc xe ô tô đồ chơi. Vì bọn trẻ con thậm chí còn không biết có tôi ở đó nên việc ăn cắp rất dễ dàng. Món đồ nước ngoài đó không hiểu tại sao khiến cho tôi liên tưởng đến tòa tháp. Tôi một mình yên lặng điều khiển chiếc xe đồ chơi trong con hẻm đầy đá và sỏi. Xong chiếc ô tô không còn lấp lánh như tôi thấy lúc trước. Cảm thấy có gì khang khác, tôi buồn rầu tắt công tắc đi. Tôi để nó ra xa, rón rén bật công tắc. Khi ô tô chạy tôi vẫn thấy có điều gì đó không ổn. Tôi lại tắt công tắc đi và đặt nó ra xa hơn nữa. Cuối cùng tôi vứt nó vào bãi sình lầy ả bờ sông. Ở tít đằng xa, tòa tháp lại hiện lên. Tòa tháp chỉ ở xa tôi, chẳng bao giờ nói với tôi. Cứ thế tiếp tục chìm trong màn sương. Tôi chưa bao giờ thắc mắc vì sao lại có một tòa tháp ở bên ngoài thị trấn. Tôi đoán có thể tòa tháp đã có ở đó từ khi tôi sinh ra rồi. Thế giới này đã được cố định và cứng nhắc, giống như thời gian luôn chảy trôi với tốc độ riêng của nó, vừa níu giữ mọi thứ, vừa đẩy lưng tôi từ phía sau, từng chút một bắt tôi xê dịch tới chỗ khác. Tuy nhiên, khi tôi đưa tay lấy vật thuộc sở hữu của người khác, trong giây phút căng thẳng đó, tôi lại thấy như mình được tự do. Tôi cảm giác như mình tạm thời được tách khỏi mọi thứ đang diễn ra xung quanh, tách khỏi thế giới cứng nhắc. Khi vào tiểu học, cậu bạn được bầu vào ban cán sự lớp đeo một chiếc đồng hồ sáng lấp lánh. Cậu ta bảo, của bố tao đấy, và len lén cho mọi người xem. Cho vào nước nó vẫn chạy. Bọn trẻ mải mê nhìn chiếc đồng hồ vẫn chạy cả khi chìm trong nước. Tôi đã ăn cắp chiếc đồng hồ đó. Tại sao lúc đó tôi lại đánh rơi chiếc đồng hồ trước mắt bọn bạn cùng lo? Tôi ra tay rất nhanh. Thời điểm gần như một nửa chiếc đồng hồ nằm trong túi áo,
Tôi tưởng rằng hành vi của mình đã hoàn tất, nhưng chiếc đồng hồ lại trượt khỏi túi áo của tôi, rơi bịch xuống. Mọi ánh mắt đổ dồn vào chiếc đồng hồ đã không còn chạy nữa, gió va chạm mạnh lúc rơi xuống sàn. Rồi những ánh mắt đó lại đổ dồn về tôi. Đồ ăn cắp. Thằng cán sự lóp hét lên. Mày làm hư đồng hồ rồi. Đắt tiền đấy mày biết không? Ăn mặc bẩn thỉu như mày mà còn đòi đồng hồ đắt tiền à? Tiếng lao xao trong lớp ngày một lớn. Vài cánh tay vươn ra, tóm lấy tay và chân tôi. Bị kéo giật, tôi ngã xuống sàn nhà. Một thầy giáo trẻ nghe thấy tiếng la hét, đồ ăn cắp. Đồ ăn cắp, bèn lại gần tôi đang nằm trên sàn nhà, nắm lấy tay tôi. Có vẻ thầy đang lúng túng trước chữ, đồ ăn cắp mà bọn trẻ con đang la hét. Xin lỗi bạn ngay đi. Thầy lớn giọng, nếu em ăn cắp thật thì hãy xin lỗi ngay. Nếu ngẫm lại thì có lẽ đó là một sự giải thoát. Vì đó là khoảnh khắc lần đầu tiên hành vi của tôi bị phơi bày trước xung quanh, trước thế giới, nếu không tính tòa tháp. Tôi cảm nhận được sự giải thoát mà tôi chưa từng có. Bị mọi người áp đảo, trong sự nhục nhã, tôi lại thấy khoan khoái tràn ngập. Nếu ánh sáng làm chói mắt, chỉ cần đi ngược hướng là được. Tôi chẳng buồn giấu bộ mặt cười nhăn nhở, cũng chẳng buồn chống cự. Cứ để mình bị xô ngã. Từ cửa sổ lớp học, tôi nhìn thấy tòa tháp. Có lẽ chính lúc này tòa tháp sẽ nói với tôi điều gì đó. Tôi đã tưởng như thế, vì tòa tháp đứng ở đó rất lâu. Nhưng tòa tháp chỉ đứng đó, đẹp và xa xăm. Nó chẳng khẳng định hay phủ định một đứa đang khoan khoái trong nhục nhã là tôi. Tôi cứ thế nhắm mắt lại. Tôi định bụng sẽ tiếp tục lấy đồ cho đến khi không còn nhìn thấy tòa tháp kia. Lún xuống thấp dần. Thấp dần, đến khi hòa vào cái bóng. Tôi nghĩ mình càng ăn cắp thì bản thân sẽ càng rời xa tòa tháp đó. Cuối cùng thì cảm giác căng thẳng khi lấy đồ của người khác lại trở nên kích thích tôi. Sự căng thẳng khi các ngón tay chạm vào đồ của người khác, hơi ấm dâng lên sau đó. Đó là hành vi phủ nhận mọi giá trị, chà đạp lên mọi ràng buộc. Tôi ăn cắp thứ mình cần, ăn cắp thứ mình không cần, thứ nào không cần thì lấy xong sẽ vứt đi. Các ngón tay vươn tới lãnh địa không được phép chạm tới, cảm giác khoan khoái xóa nhòa cảm giác lạ lẫm chạy qua đầu ngón tay, không biết tại hành vi của tôi đã vượt qua ngưỡng hay chỉ đơn giản là do tôi lớn lên mà không biết từ khi nào. Tòa tháp đó đã biến mất. Khi tôi điện thoại cho mẹ thằng bé, cô ta bảo ở khách sạn sẽ tốt hơn, vì vậy tôi lên taxi. Chúng tôi hẹn nhau trước cửa tiệm đánh bạc Tơ Trinh Câu. Lang thang ở phố khách sạn giữa ban ngày rồi vào đại một khách sạn nào đó. Vừa vào đến phòng, cô ta lập tức cởi áo quần. Bảo biết ngay thế nào tôi cũng gọi lại. Tôi định nói về chuyện thằng bé, nhưng lại thôi, đưa cô ta lên giường. Một phần vì tôi nghĩ nếu khiến cô ta giận thì sẽ khó nói chuyện. Nhưng cũng bởi ý nghĩ bi thảm rằng chuyến này mà chết thì tôi muốn gần phụ nữ lần cuối. Cô ta leo lên người tôi, cào vào người tôi. Không biết có phải vì tác dụng của thuốc hay không mà sau khi quan hệ một lần, cô ta vẫn còn muốn tiếp tục. Cô ta rời khỏi giường. Vẫn mình trần như nhộng, ra mở hé rèm cửa. Cô ta gãi gãi má, bảo bên kia đường có một trung tâm mua sắm mới mở. Không hiểu sao lại muốn cho tôi thấy. Ở dưới sàn, quần áo cô ta vương vãi như cái xác mỏng. Ánh nắng nhỏ nhoi len lỏi qua rèm cửa. Tôi hơi nhỏm dậy. Nói vậy mới nhớ. Tôi phân vân không biết có phải thời điểm thích hợp không, nhưng rồi vẫn nói. Cô có định gửi thằng bé cho người ta nuôi không? Cô ta ngoảnh lại. Gương mặt đờ ra trong thoáng chốc. Gửi anh à? Khi nói câu đó, không hiểu sao khóe miệng cô ta giãn ra. Không. Gửi cho trung tâm bảo trợ kìa. Có được không? Tôi cứ nghĩ là cô ta sẽ nổi khùng lên, nhưng cô ta chỉ khép rèm cửa rồi quay lại giường. Được. Nhưng phải làm thủ tục. Tôi không thích. Đột nhiên cô ta nói, tránh ánh mắt tôi và châm lửa hút thuốc. Tôi nghĩ cô ta không thích phải làm các thủ tục. Tôi phải biến mất một thời gian, không gặp thằng bé được nữa. Cô và thằng bé nên sống tách nhau ra thì tốt hơn. Không có thằng bé, cô sẽ thoải mái ngủ với bọn đàn ông hơn. Nếu cô gửi thằng bé vào trung tâm bảo trợ, tôi sẽ cho cô 500.000 yên. Cô thấy sao? Hả? Cô ta chậm rãi đưa mắt về phía tôi. Đôi mắt đó ươn ướt giống như đôi môi, phảng phất nét đau buồn. Nhận thấy mình đang ham muốn trở lại, tôi bèn tránh ánh mắt của cô ta. Gần đây, bạn trai tôi có đấm nó. Tuy nó không chết nhưng như vậy là ngược đãi đúng không? Tôi xem tin tức trên TV thấy nói thế.
Tôi không thích như thế. Cảnh sát sẽ đến phải không? Ý anh là thế chứ gì? Tôi có rất nhiều tiền, không tốn kém đâu. Cô hãy liên lạc với trung tâm tư vấn này, họ sẽ nhận thằng bé. Nếu họ không nhận thì gọi đến trung tâm này. Trung tâm bảo trợ này rất được. Tuy nhiên, nếu cô chỉ lấy tiền rồi không gửi thằng bé vào trung tâm mà không có lý do, cô sẽ gặp rắc rối đấy. Tôi sẽ biến mất nhưng tôi đã nhờ đồng bọn để mắt rồi. Là Dakuda đấy. Cô hiểu chứ? Không biết cô ta có nghe tôi nói hay không mà đột nhiên hôn môi tôi. Tôi mà có bố mẹ thì đã nhờ họ trông thằng bé rồi. Nhưng vì không có nên tôi không biết phải làm thế nào. Vậy là tôi có thể gửi nó vào những chỗ như thế à? Tôi không biết đấy. Trước mắt tôi liên lạc với trung tâm này là được đúng không? Với số tiền đó tôi có thể đi du lịch được rồi. Cô ta nói rồi cất mẩu giấy tôi ghi địa chỉ liên lạc vào ví. Khi tôi lấy tiền từ trong áo khoác vứt trên sàn, cô ta hỏi, giờ luôn à? Xong lại cất ngay tiền vào túi sách. Một bên mắt cô ta giật giật mấy lần. Anh tuyệt quá, tốt quá, thực sự đấy. Tôi mừng lắm. Chà, tôi sẽ mua gì đó. Mà tại sao người ta lại sinh con nhỉ? Anh có nghĩ như vậy không? Trẻ con chỉ đáng yêu lúc đầu thôi. Khi tôi xuống taxi trước khu nhà trọ thì đã thấy thằng bé ở đó. Trên tay nó cầm một lon Coca-Cola đã bật nắp và một lon cà phê loại tôi hay uống. Thằng bé chẳng nói chẳng rằng đưa cho tôi lon cà phê. Tôi mở nắp uống ngay tại chỗ. Thằng bé cứ im lặng nhìn mái tóc đã nhuộm nâu của tôi. Lon cà phê đã, nguội đi nhiều. Tôi vào phòng rồi quay ra. Vừa mới bước đi thì thằng bé cũng đi theo. Một chiếc ô tô tăng tốc khiến cho thằng bé giật mình. Vội nắm rìa áo khoác tôi. Đó là một chiếc xe trần thấp, mở loại nhạc ngớ ngẩn với âm lượng lớn. Ở phía trước cũng có một cô bé vừa đi vừa nắm lấy áo khoác của bố. Cả tôi và thằng bé cùng im lặng đi ngang qua hai cha con họ. Người bố nói gì đó với cô bé. Cô bé đáp trả với vẻ hòn dỗi. Chúng tôi thong thả đi bộ ven một con sông nhỏ ở ngoại ô thành phố. Con sông này đã được cải tạo nhưng nước vẫn đục ngầu. Chai nhựa nổi lềnh bềnh. Thằng bé định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng như thể ngần ngại. Tôi châm thuốc, nhìn xuống dòng sông đục ngầu. Chú đã nói với mẹ cháu rồi. Cháu thật sự muốn vào trung tâm bảo trợ chứ. Như vậy có nghĩa là cháu sẽ rời khỏi căn nhà đó. Vâng, giọng thằng bé vẫn nhỏ nhưng rắn giỏi hơn trước. Trường hợp mẹ cháu vẫn cố giữ cháu lại nhưng cháu không muốn ở đó nữa thì hãy gọi điện thoại đến đây. Trung tâm này rất tốt. Tôi đưa cho thằng bé tờ giấy, nó nhìn chằm chằm như muốn học thuộc. Cháu vẫn có thể bắt đầu lại. Cháu có thể làm bất cứ điều gì. Quên việc ăn trộm đi. Tại sao? Thằng bé ngước lên nhìn tôi. Cháu sẽ không hòa nhập được vào thế giới. Nhưng mà, đừng lắm lời. Nói tóm lại là quên đi. Lối sống của tôi chắc chắn không cho phép tôi có thể dạy bảo trẻ con. Cái này, chú cho cháu. Tôi nói và đưa cho nó một cái hộp nhỏ. Cái gì vậy ạ? Cái này vốn dĩ chú không cần đến. Khi nào cháu cảm thấy vậy là xong rồi, chỉ còn cách chết thôi. Hoặc khi cần đến sức mạnh, khi gặp rắc rối thì hãy mở hộp này ra. Có cái này cũng hay đấy. Nhưng nhỡ cháu lại bị ai đó lấy mất thì sao? Vậy thì chôn ở đâu đó đi. Trông thấy một lối mòn dành cho người đi bộ lên núi. Chúng tôi chậm rãi đi lên đó, rảo bước trên con đường đất. Trên đường đi, có bức tượng một cô gái cười như điên bằng đá. Chúng tôi dùng tay và lon rỗng để đào đất phía sau bức tượng. Chữ khắc dưới chân bức tượng hầu như đã mờ không còn đọc được. Nhưng chắc đây là tượng đài tưởng niệm gì đó. Tôi không nghĩ người ta sẽ xây dựng công trình nào ở đây, và như vậy cũng không lo cái hộp sẽ bị ai đó đào lên. Khi nào cháu không cần đến nó nữa thì hãy cho đứa trẻ nào như cháu ấy. Tôi và thằng bé lại tiếp tục im lặng bước đi. Mặt trời đang dần xuống núi, không khí se lạnh. Khi chúng tôi ra đến quảng trường thì thấy một quả bóng tennis có lẽ ai đó làm rơi. Tôi nhặt quả bóng đầy đất bẩn lên, dùng tay phủi sạch. Bên kia ghế đá, một cậu bé và bố cùng chơi trò ném bóng qua lại. Cậu bé đó cũng chạc tuổi thằng bé này, song ném bóng rất chậm và yếu. Mỗi lần cậu ném bóng, ông bố lại nói gì đó. Trên ghế đá có chiếc máy ảnh kỹ thuật số và máy chơi game có vẻ là của hai bố con. Này, cháu ném bóng có giỏi không? Cháu không biết. Chú cá là cháu ném giỏi hơn thằng nhãi danh chán chết kia. Tôi ném quả bóng ra xa, thằng bé sau một thoáng ngần ngừ liền chạy đi nhặt bóng.
hai bố con cậu bé kia nhận thấy chúng tôi nên quay sang nhìn. Thằng bé sau khi nhặt được quả bóng liền ném trả lại cho tôi rất mạnh. Tôi chụp quả bóng, cảm thấy đầu ngón tay hơi đau xong vẫn ném trả lại cho thằng bé thậm chí còn mạnh hơn. Tuy nhiên thằng bé vẫn tóm được quả bóng bằng hai tay và ném trả lại cho tôi mạnh hơn cả lúc nãy. Thấy tôi không chụp được, thằng bé bật cười. Hai bố con kia đứng nhìn chúng tôi ném bóng, sau một hồi ném bóng tôi mới để ý quả bóng đó là của họ. Tôi nói cảm ơn họ theo như lẽ thông thường rồi ném trả lại quả bóng cho hai bố con. Chú bảo này, thằng bé hổn hển chạy lại gần tôi. Chú sẽ phải đi xa nên không thể gặp cháu được nữa nhưng cháu không được phép trở thành một kẻ bỏ đi, đừng lãng phí đời mình. Mặc dù có những lúc cháu cảm thấy khổ sở, nhưng cuối cùng nhìn lại cháu sẽ luôn có thể mỉm cười. Nghe tôi nói vậy, thằng bé khẽ gật đầu. Thằng bé chưa một lần nắm tay tôi, nhưng trên đường về nó lại nắm áo khoác của tôi. Trước mắt cháu hãy mua áo quần loại tử tế ấy. Tôi mặc áo khoác màu đen, đứng ở mép chỗ đón tàu, dõi mắt theo Dan Edoa. Tôi kiểm tra lại con dao trong túi áo, giả vờ đang đọc báo. Dan Edoa lườm lườm mấy đứa trẻ đang cười lớn. Khi có một cô gái đi ngang qua, ánh mắt gã chuyển động như đuổi theo cô ta. Không lâu sau đó, gã cúi xuống và bắt đầu bước đi, va vào một thanh niên có vẻ như là nhân viên văn phòng xong cứ thế đi tiếp mà không xin lỗi. Tàu đến, tôi lên cùng một toa với Dan Edoa. Toa xe đông nhưng không đến mức mọi người phải nép sát vào nhau. Tôi vừa đọc báo vừa giữ khoảng cách với Dan Edoa. Gã buông thõng hai tay, đứng dựa vào cửa tàu đang rung lắc. Tàu đến Ibukeo, rất nhiều khách xuống tàu và một lượng khách nhiều hơn thế lại lên. Một nhóm nữ sinh cấp 3 mặc đồ thể thao nhảy lên lúc tàu sắp chạy, toa tàu trở nên chật chội. Tôi nghĩ đây là lúc ra tay. Vì thế tôi gấp báo lại, tiến gần đến chỗ Dan Edoa. Tuy nhiên, gã lại cau mày nhìn chằm chằm nhóm nữ sinh, tặc lưỡi rồi từ từ tiến lại chỗ họ. Việc Dan Edoa cố gắng di chuyển trong tàu điện chật kín người thật gây chú ý. Đến chỗ nhóm nữ sinh, gã dừng lại rồi cứ thế đứng nhìn. Gã chẳng bắt chuyện, cũng chẳng sờ soa, chỉ áp sát rồi nhìn chằm chằm nhóm nữ sinh. Tôi nghĩ nếu mình di chuyển bây giờ cũng sẽ gây chú ý. Vì thế tôi chờ cho đến ga sau. Không có nhiều khách xuống ga này, khách lên cũng ít. Tôi từng bước tiến đến gần Dan Edoa. Đứng ngay sau lưng gã, cô bé nữ sinh bị Dan Edoa áp sát người cựa quậy như thể vùng vẫy. Tôi dùng ngón tay kẹp chỗ vải dưới nách trái áo khoác của gã. Lúc cô bé nữ sinh cố xoay cặp ra giữa để tránh đụng chạm với Dan Edoa thì cơ thể gã mất thăng bằng. Lợi dụng tình thế, tôi dùng dao từ từ rạch sườn áo gã từ trên xuống, song vẫn không rạch được đến chỗ túi trong. Tôi khẽ thở hắt ra. Không khí trong xe ngột ngạt, tôi thấy người mình nóng lên. Dan Edoa nhìn xuống chiếc cặp chăn giữa mình với cô bé, gã từ bỏ ý định và chỉ nhìn bọn họ. Gã đưa tay sờ cổ áo khoác, nhìn ánh mắt gã dần lướt xuống dưới, tôi đoán chỉ vài giây nữa, gã sẽ phát hiện ra chỗ bị rạch. Tôi nín thở, thò chân trái đá nhẹ vào chân cô bé nữ sinh. Cô bé giật bắn, khẽ hét lên và quay lại nhìn Dan Edoa. Cơ thể gầy gò của gã cũng khẽ lắc lư vì bất ngờ. Tôi lại lách con dao vào hông áo gã, dùng ngón tay trái kéo vải lên với ý định rạch túi áo trong. Mũi dao rạch qua vải từng chút một. Tôi xòe các ngón tay, kẹp dao trong ngón cái và ngón trỏ, dùng ngón giữa và ngón đeo nhẫn còn lại kẹp chiếc phong bì nằm bên trong. Ngay khoảnh khắc đó, một luồng điện chạy từ ngón tay lên bả vai. Cố lờ đi cảm giác lo lắng, căng thẳng, tôi tập trung lấy chiếc phong bì ra. Chiếc phong bì hiện ra trước mắt không hiểu sao lại khác với chiếc dùng để đánh cháo. Thế này thì không xong rồi, thật tồi tệ. Tôi có cảm giác như mình sắp chìm nghỉm. Cô bé nữ sinh quay đi, không phản ứng gì thêm nữa, có lẽ vì sợ. Khi tôi bình tĩnh lại thì tàu đã đến xin giúp U. Tôi nhìn theo Dan Edoa xuống tàu trước rồi lấy phong bì ra. Phong bì dùng để đánh cháo có màu xanh và trắng, còn phong bì này là loại màu nâu thường thấy. Ngón tay tôi khẽ run lên, song khi giơ nó lên trước ánh sáng thì có thể thấy bên trong còn có một phong bì khác nữa. Mở phong bì màu nâu ra, tôi thấy phong bì bên trong màu xanh và trắng, có tên công ty, giống phong bì dùng để đánh cháo. Tôi thở phào nhẹ nhõm, song phong bì này nhìn tổng thể có vẻ cũ. Giấy đã ngả sang màu nâu, so với chiếc phong bì đánh cháo thì nó khác hẳn về độ mới cũng như màu giấy, sự khác nhau rất rõ ràng.
nhưng tòa nhà khổng lồ đứng sừng sững quanh nhà ga. Cảm giác hơi đau đầu, tôi do dự chạy theo Dan Edoa. Dan Edoa ra khỏi ga từ cửa đông, hòa vào dòng người đông đúc. Trông thấy một nhóm các cô gái ăn vận sặc sỡ, gã đột ngột dừng lại, nhìn quanh khiến suýt nữa tôi bị trông thấy. Tôi quay lại ga, mua một lon cà phê ở quầy hàng, dựa vào tấm kính phía trước lối ra của nhà ga, quay lưng ra đường, hít thở sâu. Tôi lấy điện thoại di động, gọi cho Dan Edoa theo số đã ghi lại. Mồ hôi lăn xuống cằm. Tôi trông thấy Dan Edoa xa xa chỗ quảng trường trước tòa nhà Anter. Hình như gã đang lẩm bẩm một mình, khiến mọi người xung quanh nhìn gã với vẻ kỳ quặc. Gã sờ vào bên hông, đảo mắt nhìn quanh. Khi phát hiện ra tiếng chuông điện thoại, gã cho tay vào túi. Lúc trả lời điện thoại, hơi thở của gã có vẻ gấp gáp. Dan Edoa hả? Tôi hỏi rất nhẹ nhàng xong gã không trả lời. Tao đang hỏi mày có phải là Dan Edoa không? Trả lời đi. Mày là ai? Phong bì mất rồi đứng không? Dan Edoa nói gì đó không rõ. Gã áp sát điện thoại vào tai, tiến về phía tôi, giữa chừng thì dừng lại gần những người có mặt ở quảng trường. Tôi không muốn làm việc mặt đối mặt với một gã có súng. Có tìm cũng vô ích thôi. Tao không ở gần mày đến thế đâu. Tao đang nhìn mày từ xa bằng ống nhòm đấy. Mày là ai? Là ai chả được? Vì gã đang ngày một đến gần nên tôi rời khỏi tấm kính đang dần mờ đi. Một người đàn ông có vẻ là cảnh sát chìm bước nhanh qua trước mắt tôi. Đại loại là thế này, tao nghĩ mày khâu cái phong bì vào áo mang như thế đúng là kỳ dị. Tao được người ta đề nghị lấy cái phong bì này. Nhưng tao không tin hắn ta sẽ trả công thích đáng nên tao đã đổi ý. Tao nghe nói cái này có thể đổi thành tiền. Mày cần tiền đúng không? Tao không biết vì sao cái phong bì vớ vẩn này lại quan trọng đến thế. Nếu mày muốn tao trả lại thì trả lời câu hỏi của tao đi. Người nhờ mày là người của công ty à? Hay là Đa Đa? Tao không cần phải nói với mày. Tao sẽ giết mày. Vài người quay lại nhìn Dan Edoa, gã kéo lê một chân đi lòng vòng xung quanh. Tôi đi vào trong nhà ga rồi vào tầng trệt một thương xá bên cạnh. Trả lời câu hỏi đi. Mẹ kiếp, tao biết mà. Cái gì? Tao đã nghĩ mình bị theo dõi. Mẹ kiếp, đó là lý do tại sao tao ghét đi ra ngoài. Mày còn làm nhảm là tao sẽ vứt luôn đấy. Nghe tôi nói vậy, Dan Edoa im lặng. Tôi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại. Trước hết, nói cho tao biết trong phong bì là cái gì. Tao không việc gì phải nói cho mày. Tại sao? Tao sẽ bị giết. Trả lại cho tao đi. Vậy thì tao sẽ đốt nó. Dan Edoa lẩm bẩm gì đó. Tao xin mày, mẹ kiếp, trả lại cho tao. Tao vừa làm ướt nó đấy. Hả? Tao làm đổ một tí cà phê lên rồi nếu mày không nói nhanh, đống tài liệu bên trong cũng sẽ hỏng thôi. Dừng lại đi. Ấy, loang ra rộng rồi này. Vui thật. Được rồi, tao sẽ cho mày tiền. Giờ tao đang gấp nó lại đây. Đủ rồi. Mày có giữ cái phong bì đó cũng vô ích thôi. Phải thông qua nhiều cầu, mày không làm được gì với nó đâu. Tao sẽ cho mày tiền. 300.000 yên. Tao đang biến nó thành giấy vụn đây. 500.000 yên, được chưa? Tao không thể trả hơn đâu. Chắc chắn giá này cao hơn tiền công mày được trả. Tôi gập 4 góc phong bì, so sánh phong bì đánh cháo và phong bì thật. Phong bì đánh cháo giờ đã bẩn hơn, phong bì thật hơi chỉ lấm lem. Dấu niêm phong ở giữa, nếu nhìn gần thì thấy góc độ hơi khác nhưng gần như cùng vị trí. Thôi đành vậy, cũng đúng lúc tao đang cần tiền. Thằng khốn, mày còn nói lung tung là tao vứt thật đấy. Tôi nghĩ giờ đưa phong bì cho gã cũng được rồi nhưng nếu chỉ hù dọa nửa vời thì có thể gã sẽ nghi ngờ cái phong bì. Tôi ra khỏi phòng vệ sinh, có vài người khác đi vào. Quay ra nhà ga, tôi leo lên cầu thang dẫn đến cửa đông. Giờ mày ra ngân hàng rút tiền ngay đi. Sau đó cho tiền vào trong tủ gửi hành lý trước cổng soát vé tuyến Maunuchi ở cửa đông. Để chìa khóa, ở phía bên phải hốt nhận đồ của máy bán hàng tự động nằm cạnh cửa hàng. Chẳng hiểu sao hôm nay có mấy tay điều tra viên mặc thường phục lởn vởn quanh ga. Đừng có làm gì manh động đấy. Điều tra viên à? Không sao đâu. Đừng có nghĩ đến chuyện theo dõi người đến lấy tiền ở tủ gửi hành lý đấy. Làm xong mày phải quay lại quảng trường cho tao thấy. Từ chỗ tao nhìn thấy mày rõ lắm. Sau khi xác nhận mày đã quay lại quảng trường, tao sẽ bỏ phong bì vào tủ gửi hành lý đó.
chìa khóa tao cũng sẽ để đúng chỗ cũ, rất hoàn hảo. Tao có thể tin mày được không? Nếu trao đổi thì phải trực tiếp trên, mày không có quyền lựa chọn. Tôi nói xong liền cúp máy. Ra khỏi cửa đông, tôi trông thấy Dan Edoa đằng xa, tay gã vẫn nắm chặt điện thoại, gã vẫn bước đi. Tôi dần giãn khoảng cách, mắt dõi theo gã. Gã vào ngân hàng, tôi chuyển hướng, rẽ vào khu vực hút thuốc trước tòa nhà Anter rồi châm thuốc. Đang nghĩ mãi mới được hút, tôi ngẩng lên thấy có bản tin trực tiếp trên màn hình. Ông bộ trưởng vừa mới bị bắn khi đang diễn thuyết trước cửa Tây Ga xin giúp U. Những người đang đi trên phố bỗng nhón nhác, tay phát thanh viên mặt nghiêm trọng như thể đang nói chuyện của chính mình. Dan Edoa đã quay trở lại từ ngân hàng, gã băng qua đường, chuẩn bị đi về phía cửa đông. Tuy nhiên, khi nhận ra có rất nhiều người đang đứng lại, gã ngoảnh lại, nhìn vào màn hình, bất động. Tôi quay mặt đi, tiếp tục hút thuốc. Tôi đợi Dan Edoa đi rồi giữ khoảng cách, bám theo gã. Dan Edoa mở tủ gửi hành lý, cho gì đó vào bên trong rồi mua nước ở máy bán hàng tự động. Sau khi thấy gã nhìn xung quanh, tôi lại ra khỏi cửa đông. Phải một lúc sau mới thấy Dan Edoa xuất hiện từ cửa đông, đi ra giữa quảng trường rồi ráo rác nhìn quanh. Tôi quay lại gã, điện thoại cho gã bảo 10 phút sau hãy quay lại lấy rồi cúp máy. Ngay bên cạnh tôi, một người đàn ông cao to trông giống điều tra viên cầm điện thoại đi ngang qua. Anh ta quát tháo mấy câu rồi biến mất trong dòng người tấp nập. Tôi lấy chìa khóa ở máy bán hàng tự động, mở tủ gửi đồ thì thấy một phong bì của ngân hàng ở bên trong. Tôi kiểm tra thì đúng là có tiền thật. Tôi cho phong bì đánh cháo vào, đến máy bán hàng tự động mua cà phê rồi cho chìa khóa vào hộp lấy cà phê. Tôi chợt nhũn người, muốn ngồi xuống ngay tại đó nhưng nghĩ còn phải theo dõi cho đến khi gã ta tới lấy cái phong bì. Nếu gã phát hiện ra bị lấy mất tài liệu, nói cách khác nếu gã biết đó là đồ giả và không cầm đi thì cuộc trao đổi này chẳng có ý nghĩa gì. Tôi hòa vào dòng người, giữ khoảng cách an toàn phía sau đủ để dõi theo Dan Edoa. Gã mở tủ gửi hành lý và kiểm tra phong bì. Chống ngực tôi đập dồn dập, xong gã cứ thế cho phong bì vào túi áo. Tôi liền điện thoại cho gã. Mày lấy chưa? Khi tôi hỏi vậy, gã không trả lời ngay. Mày có nghe không đấy? Phong bì quá bẩn, be bét hết rồi còn gì. Có vẻ gã vẫn chưa nhận ra phong bì bị đánh cháo. Lỗi là tại mày. Tao đã nói là tao sẽ làm thật, lẽ ra tao có thể cứ thế mà trốn đi, nhưng tao không muốn gặp rắc rối. Cuối cùng thì tao cũng làm như mày muốn đấy thôi. Cảm ơn tao đi. Tao sẽ tìm được mày và giết mày. Làm thử đi. Tôi cúp máy. Toàn thân mềm nhũn, lại thấy thèm hút thuốc. Tuy nhiên, tôi để ý thấy có mấy người đang ngoảnh lại phía sau. Tôi nhìn theo thì thấy Dan Edoa đang tóm lấy tay một thanh niên trẻ tuổi ngay trước tủ gửi đồ. Tay cậu ta đang cầm điện thoại. Cậu ta mang theo một cái túi lớn, không biết có phải đang đi du lịch một mình hay không mà quần áo rất bẩn. Tôi định đi về nhưng nghĩ đến việc Dan Edoa mang theo súng, tôi lại tiến đến gần và điện thoại cho gã. Tuy nhiên, ngay lúc đó, tôi thấy như bắt gặp ánh mắt gã từ khá xa. Tôi tránh không nhìn xong có cảm giác gã đang tiến lại gần. Chống ngực tôi đập liên hồi. Tôi định ngắt điện thoại xong nếu chuông điện thoại của gã tắt cùng lúc tôi cử động, gã sẽ biết tôi là người điện cho gã. Vì thế tôi cứ để vậy rồi cho điện thoại vào túi và hòa vào dòng người. Mỗi khi ngoảnh lại tôi đều bắt gặp ánh mắt Dan Edoa. Từ khóe mắt tôi có thể thấy bóng Dan Edoa đang điên tiết lách người qua đám đông. Chạy thì càng dở nên tôi giả bộ bình thản leo lên cầu thang. Đúng lúc đó gã đến được sát bên cạnh và túm lấy tay tôi. Tôi nín thở khi những ngón tay gã chạm vào mình, cổ họng. Tôi khô rát. Là mày à? Dan Edoa thở hồng hộc. Tiền đâu? Tôi làm ra vẻ bối rối xong chống ngực lại càng đập nhanh hơn. Phong bì tao lấy được rồi. Nhưng cái đó vốn dĩ là của tao. Trả lại tiền cho tao ngay. Đừng có làm ồn. Dan Edoa áp sát vào người tôi. Chĩa thứ gì đó vào bụng tôi. Không cần nhìn tôi cũng biết đó là súng. Trong đầu tôi hiện lên gương mặt Kizaki, cảm giác như Ishikawa. Seiko đang đứng quanh đây nhìn tôi, và rồi gương mặt để lại ấn tượng xấu ngay lần đầu nhìn qua ảnh đã dí sát trước mắt tôi. Anh dừng lại đi, tao đã trông thấy mày ở đâu rồi, chắc chắn là như thế, chính xác là mày, chắn chắn là như thế. Mọi người xung quanh chỉ hơi quay sang nhìn chúng tôi chứ không để ý gì đặc biệt,
chuông điện thoại của Đan Ederoa vẫn vang lên như thể một nghi thức nào đó. Đan Ederoa nhìn điện thoại, mồ hôi túa ra đầm đìa. Tôi cố không hoảng sợ nhưng trong tình huống này, không hoảng sợ có khi lại không bình thường. Xin lỗi, tôi đã làm gì à? Mày nói tao nhầm người hả? Mẹ kiếp, tao sẽ giết mày. Nó ở đâu? Mà không, chính là mày. Không thể nào không phải là mày được. Đan Ederoa nói, bắn cả nước bọt ra ngoài, toan lục túi áo tôi. Tôi nghĩ hay là mình nhận rồi trả tiền lại cho gã nhưng với trạng thái đang bị kích động như vậy. Lỡ như gã ta phát hiện ra phong bì của tôi thì rắc rối to. Tôi toan chạy trốn vì sợ bị bắn thì vừa lúc tay của Đan Ederoa bị ai đó giữ lại. Mày làm sao mà thoát được khỏi Đa Đa? Người đàn ông nói. Nhưng mày chạy cũng xa đấy. Đan Ederoa phải không? Cuối cùng tao cũng tìm được mày. Đan Ederoa bất ngờ đấm người đó một cú và len qua đám đông hiếu kỳ đang ngoảnh lại nhìn để chạy trốn. Tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Cũng chưa theo kịp được tình huống nhưng cũng chỉ biết tìm cách chạy thoát thân. Song tay tôi đã bị người đàn ông túm lấy. Tại sao người này không đuổi theo Đan Ederoa? Tại sao ông ta lại túm tôi? Tôi không cử động được. Ngay khi tôi nghĩ thế là hết thì người đàn ông lại siết chặt tay tôi hơn. Mày giỏi lắm. Mày thực sự đã đánh cháo được phong bì. Người đàn ông nói để lộ chiếc răng vàng. Tao đã theo dõi mày suốt theo lệnh của Kizaki. Nếu như mày thất bại thì tao sẽ giết Đan Ederoa và lấy cái phong bì. Tao đã không hiểu mày định làm gì. Tao cứ nghĩ rằng mày đã từ bỏ và toan bỏ trốn. Tao gần như đã định giết cả mày luôn. Thật ra làm vậy sẽ rất ầm ĩ. Lại có thể ngụy trang cho vụ ám sát ở cửa Tây. Khi tôi lên xe cùng với người đàn ông ta liền cởi chiếc áo chống đạn mỏng ra. Ông ta cứ cười suốt, liên tục nhắc lại câu, chú mày sẽ trở thành thuộc hạ tốt của Kizaki. Ông ta mất một bên tai. Ngay lúc ông ta đặt bàn tay dơ bẩn lên vai tôi rủ lần tới đi uống rượu thì chuông điện thoại vang lên. Người gọi đến dĩ nhiên là Kizaki. Đưa tài liệu cho gã đó chưa? Chưa. Cẩn trọng lắm. Hoàn hảo đấy. Kizaki cười xong cơ thể tôi vẫn chưa thích nghi được với tình hình. Vì tao dặn mày phải giao tài liệu trực tiếp cho tao mà. Nhưng giờ mày có thể đưa cho gã đó được rồi. Tôi đưa phong bì cho người đàn ông. Trước mắt mày cứ đến đây đã. Nhờ Meiji Ima đưa đến. Điện thoại ngắt. Tôi thở phào. Không đời nào tôi lại trở thành đồng bọn với kẻ đã giết Ishikawa. Túi áo trong của tôi vẫn còn con dao đã rạch áo khoác Đan Ederoa. Giết Kizaki bằng con dao này không phải là ý tồi. Đương nhiên sau đó tôi sẽ chết. Ngay lúc đó, không hiểu sao tôi bị thôi thúc bởi ý nghĩ rằng mình không muốn chuyện đó xảy ra. Tôi không hiểu điều gì đã ngăn cản tôi. Có lẽ bản thân việc tôi cố không làm hỏng việc đã có nghĩa là tôi vẫn đang còn gắn bó với thứ gì đó trên thế giới này. Trước mắt, tôi sẽ nghĩ cách từ chối việc trở thành đồng bọn của họ sao cho khéo. Tới bãi đỗ xe, người đàn ông tên Meiji Ima cho tôi xuống trước. Ông ta nói, chuyện điện thoại với ai đó bằng cái tai còn lại. Bảo tôi đi thẳng tới chỗ cửa nằm ở cuối khe giữa hai tòa nhà. Bước qua cửa đó, rồi sẽ nói chuyện điện thoại tiếp. Đó là một khe hẹp, không thể gọi là ngõ, chỉ vừa đủ hai người đi lọt. Tòa nhà không có bảng hiệu, chẳng biết có những công ty nào đặt ở đây. Tôi thấy bất an nhưng giờ chỉ còn cách đến chỗ Kizaki mà thôi. Khe hở rất hẹp, bốc mùi ẩm mốc. Phía trước có người đi về phía này. Tôi nghĩ khe hẹp khó mà đi qua nhau nên định quay lại thì thấy Meiji Ima đang đi vào. Người ông ta trông to lớn hơn hẳn lúc nãy. Tôi đang thắc mắc sao bỗng nhiên trông ông ta lại to lớn vậy. Vừa lúc ngoảnh lại phía trước thì ai đó mở ô bung thẳng vào mặt tôi. Cùng lúc tôi cảm nhận được hơi nóng chỗ bụng mình. Tôi nhũn người ra rồi gục xuống. Tôi tưởng chỉ nóng chứ không đau. Nhưng rồi một con đau dữ dội ập tới như thể có bàn tay nào đang xoắn lấy ruột tôi từ bên trong. Tôi nín thở, cơ thể run rẩy. Tôi nôn mà không ra được thứ gì. Con đau chạy từ bụng lên ngực, chẳng hiểu sao lan ra cả cánh tay, mắt tôi mở đi, và tôi nhận ra mình vừa hứng chọn một cú chí mạng. Vũng máu đen loang rộng trên nền bê tông. Trước mắt tôi có một đôi giày, tôi muốn nhìn lên mà không cử động được. Tội nghiệp quá. Đó là giọng Kizaki. Mày đã làm rất xuất sắc, thế mà lại bị thế này. Mày không hiểu tại sao đúng không? Ai đó túm lấy áo khoác của tôi kéo lên. Cơ thể tôi bị lật ngược lại, tôi không sao thở nổi. Tôi không nhìn thấy gì cả. Khi tỉnh lại,
tôi thấy vẫn còn đau. Dù mày thất bại hay thành công thì tao cũng đã quyết mày sẽ chết ở đây, một phần lý do là tao cần một cái xác ngay chỗ này. Tuy còn hơi sớm, nhưng chỉ một tiếng nữa, mọi việc sẽ rõ ràng. Hình như Kizaki đang cười. Thật tiếc là mày không còn nhìn thấy thế giới đang ngày càng thú vị này nữa từ giờ trở đi. Đất nước này sẽ thú vị lắm. Bộ máy của những kẻ mờ mắt vì quyền lực sẽ thay đổi rất lớn. Kịch tích lắm. Người dân cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thế giới này sẽ sụp sôi. Có điều, Kizaki nhìn chằm chằm vào tôi. Cặp mắt ti hí khuất sau kính mát. Kể cả thế thì tao cũng chán lắm rồi. Ha ha ha, tất cả đều là địa ngục. Nhưng giờ tao đang hơi run đây. Tao sắp được chứng kiến khoảnh khắc số phận một người kết thúc. Do tao toàn quyền định đoạt, đúng như những gì tao đã quyết, ngay tại nơi tao muốn. Không còn gì khoái lạc hơn ngày mai. Tao sẽ tạm rời xa đất nước này một thời gian. Tao vẫn còn nhiều việc phải làm. Tao phải mạnh hơn nữa. Kizaki chắc chắn đang ở rất gần tôi. Nhưng không hiểu sao tiếng ông ta nghe rất xa. Bây giờ, giống như cậu bé của nhà quý tộc kia, mày nên suy nghĩ về số phận mình trong lúc chết. Buồn đau, sầu não quá. Chẳng có ai bén mảng đến chỗ này đâu. Kết thúc rồi. Cơ thể Kizaki hơi chuyển động. Chắc là mày không hiểu tại sao lại bị giết. Tại sao lại ra nông nỗi này đúng không? Cuộc đời là một điều bí ẩn. Hãy nghe cho rõ đây. Tại sao tao lại xuất hiện trong cuộc đời mày? Mày có tin vào số phận không? Số phận của mày do tao nắm giữ hay bị tao nắm giữ là số phận của mày đây. Nhưng suy cho cùng thì cũng giống nhau cả thôi. Mày có nghĩ vậy không? Cứ như vậy, Kizaki dẫm lên tôi và bỏ đi. Tôi cảm nhận được sự ồn ào và không khí ngột ngạt của con phố đông đúc gần đó. Cảm giác như có cái bóng lướt qua tôi và không lâu sau thì tiếng bước chân mất hẳn. Tôi ngồi dựa vào tường, lấy tay chặn dòng máu đang rỉ ra. Mắt tôi mờ dần, trong con đau ngày một dữ dội, tôi nghĩ rằng mình không muốn chết. Tôi không muốn phút cuối đời mình lại như thế này. Hình ảnh thằng bé, Ishikawa, Seiko lần lượt hiện lên trong đầu tôi. Tôi như thấy trước mắt hiện lên hình ảnh chính mình liên tục hành động trong dòng người đông đúc. Đi nước ngoài theo kiểu vừa du lịch vừa móc túi cũng hay. Nghe nói ở London vẫn còn tồn tại nghệ thuật móc túi tài tình. Có khi cũng nên so tài với dân móc túi ở đó một chút. Thế giới đầy dây những tay nhà giàu ngốc nghếch, lấy được tiền của mấy tay ấy cũng vui lắm chứ. Tôi trông thấy tòa tháp mờ mờ bên ngoài khe hẹp. Tòa tháp cao và xa, cứ đứng sừng sững mãi như thế. Chỉ cần lấy tiền của bọn nhà giàu trên khắp thế giới rồi cho đám trẻ con đường phố. Tôi hình dung ra khoái cảm ở đầu ngón tay mình khi duỗi ra, hơi ấm rõ rệt như đang ở ngay trước mắt. Tôi sẽ tiến xa hơn trên con đường móc túi. Tôi sẽ trở thành một kẻ móc túi chuyên nghiệp, sẽ tiếp tục cho đến khi bản thân hòa vào và tan biến trong dòng người như những bông pháo hoa. Đúng lúc tôi đang nghĩ vậy thì có tiếng bước chân từ xa vọng lại. Ai đó đang đi ngang qua con đường phía trước khe hẹp này. Tôi nghe tiếng một phụ nữ trẻ đang phàn nàn về công ty hay đối tác gì đó. Khoảng cách từ lối vào khe hẹp đến chỗ họ còn khá xa. Nhưng nếu tôi có cái gì để ném về phía đó, chắc chắn họ sẽ nhận ra tôi. Xung quanh không có hòn đá nào, áo khoác thì đã bị lột. Bản thân cũng không còn sức để tháo giày ra. Không hiểu sao tôi lại tìm thấy một đồng tiền xu trong túi quần. Một đồng 500 yên. Không biết đã bỏ vào túi khi nào, có thể tôi đã vô thức lấy nó từ túi ai đó. Tôi khẽ mỉm cười. Tay mà vô thức tìm đến tiền thì thích hợp với nghề móc túi quá. Nhìn thấy đồng tiền nhuốm máu này, người đó thế nào cũng đến đây xem. Tôi vừa nghĩ người đàn ông đó xem thường kẻ móc túi quá. Vừa lắng nghe tiếng bước chân đang đến gần, tôi nghĩ mình không thể chết ở đây. Chắc chắn từ trước tới nay tôi không sơ hở đến mức phải chết theo cách này. Tôi dùng hết sức, kẹp đồng xu vào ngón tay. Xa xa, có tòa tháp mờ ảo, vươn cao. Trông thấy bóng người, tôi nén con đau. Quăng đồng xu ra. Đồng xu dính máu xóa nhòa ánh nắng, sáng lấp lánh mờ ảo trong không khí, như thể hy vọng vào sai số của số mệnh.